Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 3546, Khổng Thi Giao xung kích cổ thánh 2. Ngươi không được, ngươi đi lên mà nói, sẽ bị đánh chết tại chỗ. Không có trực tiếp trả lời, mà nhìn về phía Nhan Thiết, Trương Huyền chắp hai tay sau lưng, lần nữa nhìn về trên không, trong ánh mắt mang theo lãnh đạm. Vì cái gì ta không được? Nhan Thiết cau mày. Thật ra thì, không chỉ ngươi, ngay cả ta cũng không làm được như vậy. Trương Huyền nói, Khổng Thi Giao, trong cơ thể ẩn chứa huyết mạch khổng sư, lại ở côn hư cảnh ra đời lớn lên, trải qua hạo kiếp. Trong cơ thể sớm đã hiện đầy lạc ấn của tiểu thế giới này. Mọi người gật đầu. Vừa rồi vị này đã nói, nữ hài trải qua ba lần cổ thánh kiếp, trong cơ thể sớm đã ẩn chứa năng lượng không cách nào khu trừ. Một khi xung kích lần thứ tư, rất có thể sẽ bị lôi đình đồng hóa. Mà tiểu thế giới này là thiên đạo của danh sư đại lục không dung. Trương Huyền nói tiếp, dựa theo phương pháp độ kiếp bình thường, nàng dẫn tới lôi đình, liều mạng chống cự, làm như vậy, tương đương với chọc giận hạo kiếp, không những không thể diệt đi, sẽ còn dẫn tới bắn ngược, để nó càng ngày càng cường đại. Khổng Thi Giao xung kích cổ thánh, bản thân là khiêu chiến uy nghiêm của thiên đạo, so sánh nàng với tội phạm mà nói, trong cơ thể ẩn chứa lực lượng tiểu thế giới cũng là tội phạm, hơn nữa tội danh càng nặng. Lúc này, mạnh mẽ chống đỡ hạo kiếp. Tương đương với lấy thân phận tội phạm, bao che một gia hỏa tội danh càng nặng khác, tự nhiên sẽ bị chấp pháp giả phản kích càng mạnh hơn. Mà ta để nàng hấp thu lôi đình, tương đương với mở rộng đại môn, để chấp pháp giả đi vào, phối hợp đối phương chấp pháp. Như vậy tội danh sẽ nhỏ hơn rất nhiều, bị phản vệ cũng sẽ trở nên rất nhỏ, càng quan trọng hơn là. Còn có thể nhân cơ hội khu trừ lực lượng tiểu thế giới trong cơ thể, nhất cử lưỡng tiện. Cái này, hàm răng mọi người run lên. Từ thiên đạo danh sư đại lục muốn hủy diệt côn hư cảnh, có thể thấy được cả hai quả thực thủy hỏa bất dung. Có thể liếc mắt liền nhìn ra điểm ấy, hơn nữa mượn cổ thánh kiếp, làm hai bên lưỡng bại câu thương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Làm tội phạm, lại cấu kết với công an bắt tội phạm, một khi làm không cẩn thận, khả năng ngọc đá cùng vỡ, vạn kiếp bất phục. Này giống như lấy độc trị độc, ngộ nhỡ hút lực lượng hạo kiếp nhiều. Trong cơ thể nàng không có nhiều lực lượng tiểu thế giới như vậy, có thể đồng dạng bị xóa bỏ hay không? Tuy hiểu được, nhưng Nhan Thanh cổ thánh vẫn tràn đầy lo lắng. Nói đến đơn giản, làm lại hết sức phức tạp. Lực lượng tiểu thế giới trong cơ thể nữ hài là cố định, hấp thu ít, không cách nào triệt để quét sạch, hấp thu nhiều, có thể dẫn đến bản thân bị giết chết. Cho nên ta bảo nàng để tâm cảm thụ. Trương Huyền gật đầu. Thân là hậu nhân khổng sư, côn hư cảnh đệ nhất thiên tài. Nếu như ngay cả điểm ấy cũng cảm thụ không ra, hấp thu bao nhiêu cũng không nắm được. Cho dù chết, cũng không có cách nào. Dù sao loại năng lực này, coi như lần này có thể sống sót, lần sau độ kiếp, đồng dạng không thể thừa nhận. Sự tình vừa rồi, không thể nói thẳng, một khi nói, trong lòng có suy tính, thân thể rất dễ dàng làm ra bản năng phản ứng, như thế ngược lại sẽ hoàn toàn phản tác dụng. Đồng dạng lấy tội phạm làm thí dụ, mật báo công an tới. Khẳng định phải điềm nhiên như không có việc gì, một khi hữu ý, bị tội phạm khác nhìn thấy, chỉ sợ công an còn chưa tới, bản thân liền bị xử lý. Cái này, mọi người giờ mới hiểu được, lần nữa nhìn về phía thanh niên, ánh mắt tràn đầy bội phục. Tâm lý, thuộc tính thiên kiếp, trạng thái tinh thần. Trong nháy mắt đều bị hắn tính toán ở bên trong, không có chút khác biệt nào, loại nhãn lực cùng kiến thức này. Không hổ là thiên nhận danh sư. Quả nhiên có năng lực ngay cả cổ thánh cũng không thể với tới. Mọi người nghe xong giải thích, khiếp sợ tới tột đỉnh, Khổng Thi Giao ở trên không, tự mình cảm thụ, đối với vị thiên nhận danh sư này tuổi tác thoạt nhìn còn nhỏ hơn nàng, xem như chân chính triệt để bội phục. Giờ phút này, không cần nghe giải thích, cũng rõ ràng khổ tâm của đối phương. Cổ thánh kiếp của danh sư đại lục, lôi đình phối hợp thiên hỏa, ở trong cơ thể nàng không ngừng xung kích, lực lượng tiểu thế giới trước đó tích tụ. Từng chút một tiêu hao, ma diệt. Hai hai đối đầu, không những không có việc gì, ngược lại cẩn thận cảm ngộ lực lượng, vô luận tu vi hay kiến thức đều có tăng lên cực lớn. Không biết qua bao lâu, trong cơ thể tích tụ lực lượng thiên kiếp của côn hư cảnh, triệt để bị tiêu hao sạch sẽ, nữ hải biết, tiếp tục hấp thu, khẳng định sẽ bị nổ chết, lúc này phong bế huyệt đạo toàn thân, máu trong cơ thể thiêu đốt. Lui! Nàng quát tháo một tiếng. Một lời thành quy tắc, vạn pháp tới đi theo. Cổ thánh kiếp ở trên trời, lực lượng bản thân liền tiêu hao không sai biệt lắm, giờ phút này không chịu nổi lực lượng thiên phú của nàng,
chỉ thoáng cái, mây đen đầy trời tán loạn hơn phân nửa, sau đó chậm rãi tiêu tán. Ầm ầm, mây đen rời đi, nữ hài không khống chế được lực lượng trong cơ thể, đột phá bất hủ cảnh đại viên mãn ràng buộc, đạt đến cổ thánh. Hơn nữa sau khi đột phá cổ thánh, bởi vì tích lũy quá mức hùng hậu, nên một đường đi về phía trước. Huyết mạch kéo dài sơ kỳ. Huyết mạch kéo dài trung kỳ. Thời gian nháy mắt liền đạt đến cổ thánh tầng thứ nhất huyết mạch kéo dài đỉnh phong, tiếp tục xung kích. Chư tử bách gia sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh phong. Không đến một phút, vậy mà đạt đến cổ thánh tầng thứ hai chư tử bách gia đỉnh phong, lực lượng mới bắt đầu dần dần suy giảm. Thật mạnh. Hàm răng nhan thanh cổ thánh run lên. Bọn họ đột phá cổ thánh, bình thường đều chỉ đi đến huyết mạch kéo dài sơ kỳ, có thể xung kích trung kỳ, chính là thiên tài trong thiên tài, Khổng Thi Giao vậy mà một hơi vượt qua hai đại cấp bậc, đi đến tầng thứ hai đỉnh phong. Trong lịch sử vài vạn năm của Côn Hư Cảnh, cơ hồ không có xuất hiện qua. Có thể làm được điểm ấy, đều bởi vì vị này. Lần nữa nhìn về phía Trương Huyền, đã không thể dùng bội phục để hình dung. Tiếp tục xung kích, người tích lũy, hoàn toàn có thể trực tiếp trùng kích tích huyết trùng sinh. Không thèm để ý vẻ mặt của mọi người, Trương Huyền nhướng mày, nhìn về phía trên không. Xung kích tích huyết trùng sinh. Khổng Thi Giao sửng sốt một chút, cuối cùng lắc đầu. Lực lượng trong cơ thể ta đã đi đến cực hạn. Dù nàng đã trải qua 4 lần cổ thánh kiếp, tu vi áp chế đến cực hạn, có thể một hơi đi đến cổ thánh tầng thứ 2 đỉnh phong, đã hao phí toàn bộ tích góp, lại không có cách nào tinh tiến mảy may. Cực hạn, không có gì là cực hạn cả. Trương Huyền cong ngón tay búng một cái, một giọt máu xuất hiện ở đầu ngón tay, thẳng tắp bắn tới đối phương. Nuốt vào. Vâng. Thời khắc này Khổng Thi Giao đối với hắn 100% tin tưởng và nghe theo, không chần chờ há miệng nuốt giọt máu này xuống. Huyết dịch vừa tiến vào cổ họng, lập tức cảm thấy hừng hực, phảng phất như sắp thiêu đốt lên. Đây là huyết dịch của vị thần linh kia. Đôi mắt Thanh Tú trợn tròn. Tinh huyết của cường giả tích huyết trùng sinh, những năm này nàng tu luyện, hấp thu qua không ít, bằng không thì cũng không có khả năng tích lũy đến thực lực như thế, nhưng đối phương cho huyết dịch càng thêm cường đại, năng lượng càng đầy, so với tích huyết trùng sinh mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Chỉ có một khả năng, huyết dịch của cường giả phá toái hư không. Đồ vật chân quý như thế, vậy mà trực tiếp cho nàng. Hơi đỏ mặt, biết giờ phút này không phải thời điểm suy nghĩ nhiều. Lực lượng trong cơ thể Khổng Thi Giao bỗng nhiên vận chuyển, hấp thu rất nhanh. Sau nửa canh giờ, ràng buộc lần nữa đánh vỡ, thuận lợi đột phá đến tích huyết trùng sinh, ở trung kỳ thì ngừng lại. Lão sư, cảm nhận được lực lượng trên người, thẳng tắp bay đến trước mặt, đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Lần này, chân chính phục tùng. Ông, trong đầu Trương Huyền chấn động, một bản thư tịch kim sắc xuất hiện ở trong thư viện. Hết chương 3546. Chương 3547, tiểu sư muội, thu Khổng Thi Giao làm đồ đệ, mục đích chính là tạo ra thiên đạo chi thư, trước đó tuy nàng bái sư, nhưng không có chân chính cảm kích, giờ phút này, tâm tình kích động, thần khí nghịch thiên kia quả nhiên thuận lợi hình thành. Đứng lên đi, đỡ nữ hài dậy, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Có thứ này, có lẽ có thể giải quyết vấn đề của Côn Hư Cảnh. Lão sư, vị này là tiểu sư muội sao? Đám người Triệu Nhã vây quanh. Từng cái tràn đầy kích động. Xung kích cổ thánh lôi đình to lớn như vậy, toàn bộ Thiên Huyền Vương quốc đều chấn động, thân là cường giả cổ thánh, đám người Triệu Nhã lại không phát hiện được, thì đầu choáng váng rồi. Tiểu sư muội, Khổng Thi Giao dầu dĩ. Nàng là Côn Hư Cảnh đệ nhất thiên tài, hậu nhân Khổng sư. Kêu một đám thiếu nam thiếu nữ nhỏ hơn mình là sư ca sư tỷ. Thực sự có chút không cách nào mở lời. Đang không biết như thế nào cho phải. Liền nghe Trương sư ở đối diện nói. Vẫn không tính là tiểu sư muội, nàng cũng không phải thân truyền của ta. Chỉ là tùy tiện thu học sinh. Tùy tiện thu. Thân thể mềm mại của Khổng Thi Giao run rẩy. Mới vừa rồi còn cảm thấy, làm tiểu sư muội có chút khó xử, kết quả. Náo loạn nửa ngày, ngay cả tư cách làm tiểu sư muội cũng không có. Tức đến hàm răng cắn chặt, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy Trương sư nhìn lại. Thế nào? Cảm thấy ta khuất nhục ngươi. Học sinh không dám. Khổng Thi Giao cắn răng. Bất kể nói thế nào, nàng cũng là phượng hoàng của Côn Hư Cảnh, ngay cả tư cách làm tiểu sư muội đều không có, quả thực là khinh người quá đáng. Không có gì không dám, ta biết ý nghĩ của ngươi, như vậy đi, Triệu Nhã này là học sinh thân truyền của ta,
bàn về tuổi tác, hẳn là nhỏ hơn ngươi không ít. Trương Huyền chỉ Triệu Nhã. Các ngươi không cần vũ khí, chỉ bằng vào thực lực chiến đấu, nếu như có thể thắng. Thu ngươi làm thân truyền, thậm chí để ngươi làm đại sư tỷ cũng không có gì. Được. Liếc mắt nhìn nữ hài cách đó không xa, đôi mi thanh tú của Khổng Thi Giao nhấc lên, trong mắt lấp lánh ra chiến ý nồng đậm. Đối phương chỉ có 17-18 tuổi, nhỏ hơn nàng không ít, nếu như vậy cũng thắng không nổi, còn có tư cách gì làm hậu nhân Khổng sư. Cố gắng chiến đấu. Thấy nàng đáp ứng, Trương Huyền cũng không nói nhảm, liếc mắt nhìn Triệu Nhã. Vâng. Nữ hài gật đầu, thân thể mềm mại run rẩy, đi tới trên không. Mời. Khổng Thi Giao theo sát tới. Hai nữ chiến đấu, không có quá nhiều khuyết đại, trực tiếp bắt đầu. Khổng Thi Giao không vận dụng lực lượng huyết mạch, nhưng thân là siêu cấp thiên tài, lại thêm đột phá đến tích huyết trùng sinh, đủ loại võ kỹ tiện tay thi triển, cả người tựa như hồ điệp, không ngừng tung bay, ánh sáng chói mắt. Thể chất Triệu Nhã triệt để mở ra, đầy trời đều bị hàn khí bao phủ, bông tuyết bay lả tả. Tu vi của nàng, thời điểm đánh lén Dung Hoàng Lưu Dương, vừa mới đột phá cổ thánh nhị trọng chưa tử bách ra sơ kỳ. Một tháng qua, lão sư tự mình chỉ điểm, lại thêm cổ thánh huyết tu vi tích huyết trùng sinh, không giữ lại chút nào cung cấp, đã đạt đến đỉnh phong của cảnh giới này. Dù cùng Khổng Thi Giao chênh lệch cực lớn, nhưng mượn lĩnh ngộ cùng kinh nghiệm chiến đấu, trong thời gian ngắn vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Chiến đấu một hồi, ánh mắt Khổng Thi Giao lộ ra gấp gáp. Tu vi của nàng cao hơn đối phương hai tiểu cấp, càng là Khổng sư hậu đại, công bằng chiến đấu, dưới tình huống không có thi triển binh khí, vậy mà không chiếm được một chút thượng phong. Thân truyền của Trương Huyền chỉ có 17-18 tuổi, làm sao lại cường đại như vậy? Không được, tiếp tục nữa, coi như chiến thắng cũng tương đương thua. Tùy ý tiếp tục như vậy, coi như may mắn thắng được, khẳng định cũng không khác gì thua, dù sao tu vi của nàng cao hơn. Khổng Thi Giao cắn răng, thân pháp bỗng nhiên biến đổi, bàn tay trong chốc lát giống như nhiều hơn mấy cái. Võ kỹ mạnh nhất của nàng, Khổng sư tự thân sáng chế để lại cho hậu nhân. Bát tí phù đồ. Lộc cộc đạp. Bị võ kỹ công kích, Triệu Nhã không thể kiên trì được nữa, liên tục lui về phía sau. Dù vị trước mắt này vừa đột phá, nhưng dù sao cũng đã trải qua 4 lần cổ thánh kiếp, lại thêm tu vi bản thân rất mạnh, nếu không phải kinh nghiệm chiến đấu của mình phong phú, khẳng định đã sớm thất bại. Không nên gấp gáp, người bây giờ chỉ là lực lượng không bằng. Đã như vậy, liền thuận tiện đột phá đi. Trương Huyền cong ngón tay búng một cái, cho Triệu Nhã một giọt huyết dịch cường giả phá toái hư không. Hô! Nuốt huyết dịch vào cổ họng, lực lượng trong cơ thể Triệu Nhã nhanh chóng tăng lên. Ầm ầm. Không đến 20 cái hô hấp, quả nhiên phá tan chư tử bách ra ràng buộc, đạt đến tích huyết trùng sinh. Tu vi đột phá, lực lượng đại tăng, Khổng Thi Giao không thể kiên trì được nữa, bị đánh trúng ngực, bay ngược ra ngoài, trùng trùng điệp điệp ngã xuống đất. Ta thua. Sắc mặt Khổng Thi Giao tái nhợt, răng ngà cắn chặt. Dù nàng còn có rất nhiều tuyệt chiêu không có thi triển ra, chân chính vật lộn sống mái, mượn lực lượng huyết mạch, đối phương khẳng định không chống lại được. Nhưng lúc này, thực sự xấu hổ lấy ra. Võ kỹ của đối phương, dù không có cao minh như nàng tu luyện, nhưng mỗi một chiêu một thức, đều nhắm thẳng vào đại đạo, cho người ta một loại cảm giác đại đạo chí giản, mấu chốt nhất là, dường như có thể nhìn ra thiếu hụt của nàng, mỗi một chiêu đều đánh vào chỗ nàng không thể không phòng, hơn nữa lại không cách nào phòng vệ. Trước đó còn có thể dựa dẫm tu vi cao, tạm thời áp chế, sau khi thực lực đối phương tăng lên, liền không có biện pháp gì. Có thể nói, vừa bắt đầu tỉ thí cũng đã chú định thất bại, buồn cười nàng không dám thừa nhận mà thôi. Thế nào, hiện tại có nguyện ý làm tiểu sư muội không? Thấy vị thiên tài kiêu ngạo nhất Côn Hư cảnh này, từ sâu trong nội tâm thừa nhận thất bại, Trương Huyền cười nhạt một tiếng. Đương nhiên, nếu như ngươi cho rằng, Triệu Nhã là mạnh nhất trong đám người, còn có thể khiêu chiến những người khác, chỉ bất quá phải đè thấp tu vi tới chiến đấu. Nếu không thì không đủ công bằng. Cái này... Khổng Thi Giao nhìn mấy người còn lại. Đám người Trịnh Dương, Viên Đào, Ngụy Như Yên từng cái ánh mắt hừng hực, tựa hồ cũng muốn xông lại tỉ thí, thuận tiện bắt nạt một chút, để nàng biết trời cao đất rộng. Không, ta nguyện ý làm tiểu sư muội. Khổng Thi Giao quỳ gối. Những người này đều là một lão sư giáo dục ra, trên phương thức chiến đấu khẳng định tương đồng, vừa rồi nàng ỷ vào tu vi cao, có thể áp chế Triệu Nhã, cùng cấp bậc đối mặt mấy gia hỏa này mà nói. Khẳng định không chiếm được một chút thượng phong. Làm không cẩn thận, đồng dạng thất bại.
mất mặt như thế, còn không bằng trực tiếp thừa nhận. Vậy thì được. Thấy nàng thừa nhận, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười. Triệu Nhã, Trịnh Dương, còn có mấy người các ngươi, từ hôm nay trở đi, Khổng Thi Giao chính là tiểu sư muội của các ngươi, vị thân truyền thứ 9 của lão sư. Về sau sư huynh đệ phải cùng nhau trông coi, không nên gây họa từ trong nhà. Vâng, xin nghe lão sư dạy bảo. Mọi người đồng loạt ôm quyền. Thấy hậu nhân Khổng sư cũng bái Trương Huyền làm thầy, Nhan Thanh cổ thánh nói không ra lời, qua nửa ngày mới mở miệng nói. Khổng Thi Giao đột phá cổ thánh, càng đạt đến tích huyết trùng sinh, có tư cách quản lý Côn Hư Cảnh cùng chư tử bách gia. Côn Hư Cảnh vốn là Khổng sư lưu lại, tự nhiên phải về hậu nhân của hắn quản lý. Những năm này, hắn sử dụng quyền lực, cũng chỉ là thay mặt khống chế mà thôi. Hiện tại Khổng Thi Giao triệt để trưởng thành, cũng nên trả lại quyền lợi. Hết chương 3547. Chương 3548. Lão sư đi đâu? Chư tử bách gia từ trước tới nay lấy Khổng sư như thiên lôi sai đâu đánh đó, Khổng Thi Giao đột phá cổ thánh, nói trắng ra là, cũng không có gì có thể giao tiếp, tự nhiên liền thành thủ lĩnh cao nhất của bọn họ. Như vậy cửu đại đệ tử của Trương Huyền, triệt để quản lý nhân tộc, dị linh tộc, chư tử bách gia. Lão sư, sự tình phong ấn cửa vào Côn Hư Cảnh xử lý như thế nào? Biết trách nhiệm trên bờ vai, Khổng Thi Giao cũng không từ chối, nhìn về phía lão sư. Lão sư nói qua, chỉ cần bái hắn làm thầy, liền có biện pháp giải quyết. Ta thử một chút. Trương Huyền lần nữa trở lại trước mặt phong ấn, tinh thần khẽ động, thiên đạo chi thư từ mi tâm bay ra. Hô! Cùng khe hở bình chướng dung hợp lại với nhau, thời gian nháy mắt, tạo thành một cánh cửa cao lớn xa xăm. Thứ này vừa xuất hiện, lôi đình sôi trào trên bầu trời giống như thấy được thần linh kim thân, nhanh chóng tiêu tán, hình như chưa hề xuất hiện qua. Vậy thì giải quyết. Mọi người đều ngẩn ngơ. Còn nghĩ đi đâu tìm cường giả phá toái hư không, không nghĩ tới đơn giản như vậy, một quyển sách liền hoàn thành. Sớm biết dễ dàng như vậy, sao không sớm lấy ra? Suy đoán là đúng. Không để ý tới ý nghĩ của mọi người, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Thiên đạo thư viện, trước đó không cách nào nhìn thấu cổ thánh thiếu hụt, nói cách khác, không cách nào nhìn thấu đồ vật vượt qua thiên đạo của danh sư đại lục. Về sau Lạc Nhược Hy rời đi, Xuân Thu đại điển dung hợp, loại tình huống này thuận lợi giải quyết. Lúc đó liền nghi ngờ, có phải thư viện đã vượt qua của thiên đạo danh sư đại lục hay không, trải qua thí nghiệm vừa rồi, quả thật như vậy. Giống như thần linh vượt qua thiên đạo, sẽ không hạ xuống lôi kiếp vậy. Thư viện vượt qua thiên đạo của danh sư đại lục, chế tạo ra thiên đạo chi thư, có thể phủ kín Côn Hư Cảnh, để người sau không dám xét xử. Thiên đạo chi thư làm cửa, trấn áp thiên đạo của danh sư đại lục không dám tới, che giấu Côn Hư Cảnh hay không cũng không tính cái gì, Trương Huyền lần nữa tiến vào bên trong, dặn dò Khổng Thi Giao. Ta muốn đi Khổng gia nhìn một chút. Khổng Thi Giao không có cự tuyệt, đi đầu dẫn đường. Khổng gia ở lân cận đại nho đường, tiến vào bên trong, Trương Huyền chậm rãi đi tới. Khổng gia tuân theo Khổng sư truyền thừa, phát triển tư tưởng cùng công pháp của hắn đến cực hạn, không khí văn hóa vô cùng nồng đậm, thong thả trong đó, từng bước một tiến lên, Trương Huyền giống như đi theo bước chân của Khổng sư, cảm ngộ tinh thần cùng tư tưởng của hắn. Xem xong Khổng gia, Trương Huyền rời Côn Hư Cảnh, lần này không mang theo đệ tử, mà là một mình tiến lên. Khổng tử đi khắp các nước, từ đó có cảm ngộ, mới luyện chế ra Xuân Thu Đại Điển, hắn cũng muốn tận mắt chứng kiến một chút, danh sư đại lục phồn hoa, tìm được thứ thuộc về chính mình. Mỗi một thành thị, hắn đều sẽ lưu lại một đoạn thời gian. Giải quyết dị linh tộc, đại lục Thái Bình, danh sư đường lúc này cũng dựa theo ý nghĩ Dương sư thay đổi, không phân danh lợi, chỉ vì truyền thụ thiên hạ. Rất nhiều đệ tử của Trương Huyền, ở dưới hắn gợi ý, cũng truyền thụ tứ phương, rất nhiều học sinh ở Hồng Viễn danh sư học viện cũng chia ra các nơi, tiến hành dạy học, tất cả nghe qua chương trình học của Trương Huyền, đều càng thêm nổi bật, thành người tuyên truyền Trương học, trong lúc nhất thời, danh khí của vị thiên hạ đệ nhất danh sư này càng lúc càng lớn, thậm chí vượt qua Khổng sư. Người người đều trông đợi hắn có thể lần nữa giảng bài, nhưng vị Trương sư để cho người ta ngưỡng mộ kia, lại giống như biến mất khỏi thế gian, triệt để mất đi tung tích. Không chỉ danh sư đường không cách nào dò xét, ngay cả rất nhiều thân truyền của hắn, cũng không biết ân sư đến cùng đi nơi nào, truyền tin tức không trở về, phảng phất như triệt để biến mất khỏi thế giới này. Lão sư đi nơi nào? Trịnh Dương từ cực nam của danh sư đại lục bay trở về, một mặt phong trần mệt mỏi, cũng không phát hiện bất kỳ tung tích nào.
Triệu Nhã từ tận cùng phía Bắc trở về, cũng một mặt buồn bã, không thu hoạch được gì. Cửu đại đệ tử, phân tán thiên hạ, tìm hơn 4 tháng, hầu như tất cả địa phương đều tìm, nhưng Thủy Chung không có phát hiện. Lão sư không liên hệ chúng ta, hẳn là muốn sáng chế con đường của mình, chúng ta cũng không cần quá lo lắng. Vương Dĩnh an ủi. Vương Dĩnh nói không sai, việc cấp bách của chúng ta, cũng không phải tìm kiếm, mà nghe lão sư dạy bảo, truyền thụ kiến thức của hắn đến các ngõ ngách của thế giới. Hơn nữa không được bỏ bê tu vi, tranh thủ sớm ngày đột phá đến tích huyết trùng sinh đỉnh phong, vì hắn chia sẻ ưu sầu. Lộ Sung nói. Đúng vậy. Mọi người đồng thời gật đầu, không nói thêm lời. Thực lực của lão sư, danh sư đại lục đã không người có thể tổn thương, đã như vậy, không có gì có thể lo lắng. Còn không bằng chân thật hoàn thành sự tình hắn giao phó, cố gắng tăng cao tu vi, không đến mức lão sư cùng thần linh chiến đấu, bị kéo chân sau. Mọi người khắp nơi tìm kiếm tung tích Trương sư, mà lúc này, một tiểu trấn xa xôi trên danh sư đại lục, Trương Huyền chậm rãi tiến lên. Lúc này cách rời Chư Tử Bách Gia, đã hơn nửa năm, khoảng cách đi tới thế giới này, cũng đã tròn 2 năm. Hơn nửa năm qua, một đường tiến lên, thấy được vô số vui buồn ly hợp, có người vui vẻ, có người đau khổ, có người sung sướng, có người mất mát. Cảm xúc cùng trải qua của bọn hắn, nhìn ở trong mắt, Trương Huyền giống như trải qua lần lượt vô số nhân sinh. Đi tới trấn nhỏ này, đã 3 ngày, cũng nên rời đi. Dọc theo đường phố, muốn đi ra, nhưng nghe cả đường phố xôn xao, vô số người kích động nhanh chóng xông tới một phương hướng. Nhanh lên, có danh sư tới giảng bài. Nghe nói lần này giảng bài, muốn truyền thụ kiến thức của Trương sư, nhất định phải cố gắng nhớ kỹ. Tranh thủ trở nên nổi bật, ăn thanh nha mạch. Thứ này là Chư Tử Bách Gia gieo trồng, danh sư đại lục không thể trồng, cực kỳ chân quý, lần trước thợ rèn ở thôn bên cạnh chính ăn một bữa, trực tiếp có cảm ngộ, đột phá đến tông sư cảnh. Đúng vậy, hắn thật may mắn, có thể đột phá tông sư, giá trị tuyệt đối. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Giảng bài. Trương Huyền lắc đầu, cũng không có hứng thú tới nhìn. Hơn nửa năm nay, đi ngang qua vô số thành trấn, giảng bài tương tự thấy cũng nhiều. Không ít danh sư, đều đánh tên tuổi của hắn truyền thụ kiến thức, có chính xác, có 100.000 chỗ hở, để cho người ta cho rằng là dạy hư học sinh. Bất quá hắn không mở miệng ngăn cản, càng không biểu lộ thân phận. Nếu đi ra lịch luyện, liền xóa sạch phù hoa cùng vinh dự trước đó trong lòng, an tâm trải nghiệm thế gian muôn màu, tình người ấm lạnh. Đi thôi. Hắn không ngừng lại, đang muốn đi ra tiểu trấn, đi vào thành thị kế tiếp, con mắt thoáng nhìn, nhất thời ngừng lại. Là nàng. Một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện ở trong tầm mắt. Mỹ lệ, động lòng người, dáng người thướt tha giống như 2 năm trước, để cho người ta hướng về. Chỉ bất quá, giờ phút này không còn là lão sư phổ thông, tinh anh giáo sư, mà là một vị danh sư thực sự, hơn nữa còn đạt đến tam tinh. Chư vị tốt, ta tên Thẩm Bích Như, là một vị danh sư tam tinh. Đứng ở trên đài cao, nữ hài nhìn quanh một vòng, mỉm cười, lộ ra nụ cười mê người. Hết chương 3548. Chương 3549. Cổ Thánh, ta là Thiên Địa Sư 1. Thẩm Bích Như, là sau khi Trương Huyền xuyên Việt, mỹ nữ lão sư của Hồng Thiên Học Viện, biết cô gái xinh đẹp thứ nhất, sau khi rời Thiên Huyền Vương Quốc, lại chưa thấy qua. Nửa năm trước trở lại học viện, chỉ thấy được Lục Tầm, không tìm tới đối phương, không nghĩ tới ở đây gặp, hơn nữa đạt đến danh sư tam tinh. Trương Huyền mỉm cười, dừng bước, thanh âm của nữ hài trên đài tiếp tục vang lên. Ta cùng Trương Huyền Trương Sư, từng là đồng nghiệp. Đồng nghiệp. Nói cách khác, nàng biết Trương Sư. Khoác lác a, mỗi lần người tới giảng bài, đều nói biết, thậm chí còn bái nhập Trương Sư môn hạ, phần lớn đều là tâng bốc mình. Cũng phải, không nghĩ tới người xinh đẹp như vậy cũng lừa đảo. Kèm theo danh khí của Trương Huyền càng lúc càng lớn, người giả mạo họ Sinh không biết bao nhiêu, dù là tiểu trấn xa xôi cũng có sức miễn dịch. Thấy mỹ nữ giáo sư không tranh quyền thế trong suy nghĩ, vậy mà vừa mở miệng liền nhắc tới mình, Trương Huyền lắc đầu, lộ ra vẻ thất vọng. Trước đó còn cho rằng nàng, không màng danh lợi, không nghĩ tới giống như những người khác mua danh cầu lợi, dùng tên tuổi của mình, nâng cao địa vị bản thân. Trong lòng mất mát, đang muốn rời đi. Liền nghe thanh âm của nữ hài tiếp tục vang lên. Hiện tại hắn đã thành vạn thế chi sư, truyền thụ thiên hạ, vô số người đều lấy có thể nghe được kiến thức của hắn làm vinh. Nhưng ta không hâm mộ, cũng không cảm thấy cao thượng. Trương Huyền dừng lại.
Mọi người vốn cho rằng là lừa đảo, tính toán rời đi, cũng đều xoay người lại, từng cái nhíu mày. Trương sư đi sâu nhân tâm, trở thành tín ngưỡng của tất cả mọi người, người nói không cao thượng, có ý tứ gì? Trong lúc mơ hồ, đã có người bắt đầu không vui. Thế giới, là đa nguyên hóa, tựa như chấn nhỏ này của chúng ta, cần danh sư đứng ở trong mây, truyền thụ kiến thức, cũng cần lao động phổ thông giống như nhân viên khơi thông đường ống lòng đất, càng cần đồ tể, tiểu thương, vận chuyển, bán đồ vật. Người các ngành các nghề, người không có phân chia cao thượng cùng thấp kém, chức nghiệp cũng không có, có chỉ là, có nguyện ý ở trên đó bỏ ra tâm huyết cùng tinh lực chân chính hay không, có nguyện ý để tâm, đi yêu thích sự tình bản thân tham gia hay không. Trương sư, hắn ưa thích nghề nghiệp danh sư này, ưa thích truyền thụ kiến thức cho người ta, càng ưa thích nghiên cứu bí ẩn cao thâm, cho nên. Hắn thành công, đi tới đỉnh phong của danh sư. Ta chỉ là người bình thường, không có loại thiên phú và năng lực kia, nhưng cũng không đại biểu ta kém đối phương rất xa, ta đồng dạng làm gương tốt, đồng dạng dạy dỗ học sinh, để cho học sinh mình nghiêm ngặt chuẩn mực, cố gắng học tập. Ta không cách nào truyền thụ thiên hạ, để càng nhiều người biết, nhưng có thể bảo đảm, bản thân dạy dỗ kiến thức, sẽ không dạy hư học sinh, bảo đảm truyền thụ học vấn, đều là bản thân tự mình thí nghiệm, chuẩn xác không sai. Vậy là đủ rồi. Người, phải thấy rõ năng lực của mình, đi con đường mình am hiểu. Những năm này, ta dạy học bốn phía, thấy không ít người, đều lâm vào chè chén say xưa, thời kỳ của chúng ta, quả thực sinh ra một vị vạn thế chi sư Trương Huyền, giống như Khổng sư năm đó, đại biểu nhân tộc Đại Hưng. Chúng ta sinh tồn ở thời kỳ tốt nhất, nhưng vậy thì đại biểu, người nhất định sẽ trổ hết tài năng, trở thành cường giả sao? Không, không phải như vậy, cường giả, vô luận là ở thời kỳ nào, đều chỉ là số ít người mới có thể đi đến. Cái này, mọi người tràn đầy tức giận, tất cả đều nói không ra lời. Bất kỳ thời kỳ nào, cũng khó có khả năng người người đều là cường giả. Người người như rồng, chỉ là một loại trông đợi, không thể nào là sự thật. Nếu không, tài nguyên ở đâu ra? Bởi vì lực lượng nắm giữ ở trong tay số ít người, mới được gọi là cường giả, mới có thể thu hút vô số người hướng về. Không nghĩ tới lại có loại lĩnh ngộ này. Trương Huyền cũng sững sờ. Còn tưởng rằng nữ hài lấy bản thân ra, là muốn nâng cao thân phận của mình, không nghĩ tới lại trình bày loại đạo lý này. Người, đáng sợ nhất không phải năng lực không đủ, mà là không cách nào nhận rõ bản thân. Rõ ràng trí tuệ chỉ đủ làm tiểu binh, lại nhất định muốn làm nguyên soái, cuối cùng làm hại mình và người khác. Đừng nghe nàng nói bậy, ta nghe nói, Trương sư dạy dỗ học sinh, cũng có thiên phú không quá tốt, đồng dạng thành cường giả tuyệt thế. Không sai, lão sư tốt, có thể đi càng xa. Nói là đồng nghiệp của Trương sư, thì là phải sao? Bằng hữu của Trương sư, cái nào không phải nhân vật kinh thiên động địa? Làm sao có thể có bằng hữu chỉ là danh sư tam tinh? Sau khi hết khiếp sợ, dưới đài càng thêm xôn xao. Thẩm Bích như nói, quấn tới chỗ sâu hèn mọn nhất của không ít người. Rõ ràng thấy không rõ bản thân, thấy không rõ thực tế, hết lần này tới lần khác nói, ta là thời vận không đủ. Tác phẩm do ta viết, vốn nên vạn cổ lưu truyền, bởi vì biên tập có mắt không biết, cho nên Minh Châu bị che mờ, cuối cùng ký hợp đồng cũng không làm được. Ta biết lời này, khả năng tổn thương không ít người, nhưng mọi người cho rằng thật sự là sai sao. Ta không bằng Trương sư, hắn trở thành vạn thế chi sư, truyền thụ thiên hạ, nhưng các người thật cho rằng, hắn trải qua rất vui. Nhìn ra mọi người phẫn nộ, Thẩm Bích như lắc đầu nói. Năng lực càng lớn, trên bờ vai gánh vác trách nhiệm lại càng lớn, một năm qua, hắn để danh sư đường thay đổi quy tắc, bình định dị linh tộc phản loạn, ngay cả chư tử bách gia cũng cúi đầu nghe lệnh. Bên nào không trải qua cửu tử nhất sinh, đổi lại các ngươi, chỉ muốn hưởng thụ cao cao tại thượng, sẽ đi mạo hiểm làm những sự tình này sao? Mọi người kêu gào nói không ra lời. Đúng vậy, nếu như bọn họ có địa vị này cùng thiên phú như Trương sư, chắc chắn sẽ không mạo hiểm xông vào dị linh tộc, càng sẽ không đi trêu chọc chư tử bách gia. Các ngươi cho rằng Trương sư rất nở mày nở mặt, nhưng thời điểm ta và hắn dạy ở cùng một trường học, hắn là lão sư bị người chỉ trích, người người phỉ nhổ, bởi vì khảo hạch giáo viên đếm ngược thứ nhất, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị khai trừ. Đối diện với mấy cái này, hắn không có chút sợ hãi nào, từng bước một đi đến hiện tại, đổi lại các ngươi, có thể đối phó được áp lực trong lòng không? Thẩm Bích như tiếp tục nói. Cuộc đời của Trương sư, sớm đã truyền ra, thậm chí bị người chỉnh lý thành sách, truyền tụng thiên hạ. Hắn một đường đi tới, đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm, bao nhiêu hiểm trở,
nhưng không có ngừng lại mảy may, đổi lại bọn họ. Có thể làm được ư? Không ít người trong lòng cân nhắc một cái, đồng thời lắc đầu. Tâm cảnh kém, ở Hồng Thiên Học Viện liền có thể sẽ bị người mắng chết, không ngóc đầu lên được. Tâm cảnh tốt, Thiên Vũ Vương quốc cũng sẽ dừng bước. Chớ nói chi là đằng sau ầm ầm sóng dậy. Hâm mộ người khác có thể, nhưng người khác trải qua, người khả năng trải qua không được. Mặc sức tưởng tượng Hải Dương, lại không cách nào chịu đựng sóng lớn. Người người đều phải lựa chọn, nhận rõ bản thân trọng yếu nhất. Không giống mọi người lặng im, Trương Huyền lòng có cảm xúc, hơn nửa năm tích lũy, giống như đốt cháy dây dẫn nổ, trong nháy mắt nổ tung. Danh Sơn Đại Xuyên, tình người ấm lạnh, nửa năm qua, nhìn qua địa phương, dung hợp thành ký ức, nối thành một mảnh, để cả người hắn giống như huyền phù ở trên không danh sư đại lục, nhìn xuống thiên địa, triệt để siêu thoát ngoại vật. Không lấy vật thích, không lấy mình bi. Trong nháy mắt Trương Huyền đi vào cảnh giới vong ngã, trước đó trong lòng rất nhiều mê man, trong chớp mắt phá giải, tu vi trong cơ thể giam giữ lại hơn nửa năm, giống như nước sông phá đê, cuồn cuộn chảy xuôi. Hết chương 3549. Chương 3550. Cổ Thánh, ta là Thiên Địa Sư 2. Nửa năm trước, sở dĩ Trương Huyền rời mọi người, du lịch thiên hạ, là bởi vì nội tâm mê man. Khổng sư thực sự quá cường đại, bất kỳ người nào nhìn nhân sinh của hắn, đều sẽ lòng sinh khiếp ý, không dám so sánh. Từ một người bình thường, ngắn ngủi mấy năm trở thành thiên hạ cự phách, đuổi dị linh tộc ra khỏi đại lục, phong ấn ở cổ chiến trường, môn đồ thiên hạ, truyền thừa thiên cổ. Mỗi một dạng, đều long trời lở đất, chói mắt vô cùng. Trái lại bản thân, biết rõ trở thành thiên địa sư, là con đường trở thành cổ thánh, nhưng làm sao làm được. Thiên địa khổng lồ như vậy, nắm giữ thiên đạo quy tắc, nghe không hiểu lời của hắn, không có khả năng bái sư. Càng giàu dĩ, liền càng không biết làm sao, mất con đường cùng phương hướng đi tới. Tuy đây là tu luyện giả nhất định phải trải qua, nhưng trong lòng vẫn không qua được. Từ trước đến nay, hắn tu luyện, đều dựa theo thiên đạo thư viện, sưu tập thư tịch, sửa sang lại công pháp, trên cơ bản không có bản thân sáng tạo, tiến bộ rất nhanh, nhưng cũng hạn chế phát triển. Đặc biệt là dưới tình huống không còn công pháp. Sửa sang lại công pháp, không có thiếu hụt, nhưng không có công pháp tham khảo, liền không cách nào tu luyện, cũng đã thành thiếu hụt lớn nhất của hắn. Thiên đạo có thiếu, không có khả năng mọi chuyện hoàn mỹ. Một đường quan sát, một đường vẫy vùng thiên địa. Thường thấy nhân tình ấm lạnh, thói đời bạc bẽo, giờ phút này nghe Thẩm Bích Như nói, nhận rõ bản thân, giờ mới hiểu được. Nửa năm qua tìm đáp án, cũng không ở địa phương khác, mà ngay ở trên người mình. Làm tốt bản thân là được, cần gì đi quản người khác. Khổng sư có kỳ ngộ của khổng sư, những người khác có quỹ tích nhân sinh của những người khác, ta không cần thiết giống như hắn, cũng không cần thiết giống như những người khác, chỉ cần tuân theo nội tâm, một đường tiến lên là đủ rồi. Công pháp không có hoàn mỹ, ta chỉ làm tốt hoàn mỹ bản thân là được. Cảm ơn ngươi, Thẩm Bích Như. Cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, biết tìm được đáp án, đã có thể đột phá cổ thánh, Trương Huyền mỉm cười. Bốn phía lặng ngắt như tờ, mặc dù thanh âm của Trương Huyền không vang dội, nhưng đưa tới vô số người chú ý. Nghe được thanh âm, Thẩm Bích Như nhìn lại, đôi mắt thanh tú trợn tròn. Trương sư, sao ngươi ở đây? Trương Huyền ngụy trang thân phận, không muốn để cho người khác nhận ra, người lại thân cũng không nhận ra được. Giờ phút này, vì cảm kích đối phương, không cần thiết giấu giếm, cho nên nữ hài liếc mắt liền nhìn ra, vị trước mắt này, chính là vị hai năm trước ở Hồng Thiên Học Viện, bị người phỉ nhổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ khai trừ, Trương Huyền. Hai năm không thấy, dung mạo không có biến hóa quá lớn, chỉ là dáng người càng cao hơn, làn da càng thêm trắng ngần, hai mắt càng thâm thúy hơn. Ta lịch luyện đến đây, đã lâu không gặp. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, gật đầu, từng bước một đi đến đài cao trước mắt. Đã lâu không gặp, thân thể mềm mại của Thẩm Bích Như run rẩy. Còn tưởng rằng là hai thế giới, chênh lệch vạn dặm, cả đời khó có thể gặp lại, không nghĩ tới cứ như vậy gặp mặt. Đối phương vẫn giống như trước kia, không có chút giá đỡ nào, trong tươi cười mang theo hồn nhiên. Trương Sư, vừa rồi nàng nói cùng Trương Huyền Trương Sư là đồng sự, hiện tại lại làm bộ kinh ngạc như vậy, rất rõ ràng, là muốn nói vị này, chính là vị vạn thế chi sư Trương Sư kia. Vừa rồi nói gần nói xa trang bức thì thôi, làm nhục trí thông minh của chúng ta như vậy liền quá đáng. Đúng vậy, quả thực là không thể tha thứ. Hắn là Trương Sư, ta là danh sư đường đường chủ đây. Trương Sư,
nhân trung chi long, làm sao có thể đến tiểu trấn xa xôi như vậy, nữ nhân này, thoạt nhìn rất xinh đẹp, không nghĩ tới là loại tâm cơ. Hai người đối thoại, không có tận lực che giấu, mọi người phía dưới xôn xao, đều sắp muốn nổ. Trương sư, người người tôn sùng, nhưng cũng biết cách nhau rất xa. Tựa như đường thẳng song song, vĩnh viễn không cùng xuất hiện. Nữ nhân này, vậy mà tùy tiện đối với một người xưng hô Trương sư, chẳng phải biểu thị, gia hỏa thoạt nhìn không được tốt lắm kia, chính là Trương Huyền. Nói đùa cái gì? Trang bức có thể, nhưng làm nhục danh dự của Trương sư, liền tội không thể tha. Giả mạo Trương sư, phạm vào danh sư thiên hạ tối kỵ. Nhất định phải nghiêm trị, nếu không danh sư đường còn có uy tín gì thống trị thiên hạ. Trong đám người, một vị danh sư cao giọng hét. Không sai, mọi người bắt lấy hai gia hỏa kia. Lại một người hô, có điều tiếng là còn không kết thúc, liền nghe một thanh âm run rẩy vang lên. Trước đừng ầm ĩ, mau nhìn. Mọi người tràn đầy tức giận, đồng loạt nhìn lại đài cao, sau đó liền thấy một màn để cho bọn họ khó tin. Người thanh niên giả mạo Trương sư kia, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, thân thể chậm rãi bay lượn lên không. Cứ như thế, ở trước mặt mọi người bay về phía bầu trời, yên tĩnh huyền phù. Có thể bay, chứng minh đã đạt đến thánh vực. Chẳng lẽ người giả mạo này, là một vị cường giả thánh vực? Thanh âm khiếp sợ còn không có kết thúc, bầu trời nổ vang, vô số mây đen bao phủ tới. Mây đen diện tích rất lớn, rất nhanh bao phủ cả thành thị ở bên trong, hơn nữa còn không ngừng lan ra, phảng phất như kéo dài đến chân trời, không nhìn thấy phần cuối. Đây là, lôi kiếp. Tại sao có thể có lôi kiếp lớn như vậy? Nghe nói cổ thánh kiếp, lợi hại nhất cũng chỉ bao phủ mấy vạn mẫu, cái này. Hẳn là có mấy trăm vạn mẫu, ngàn vạn mẫu đi. Người phía dưới tất cả đều ngây người, nói không ra lời. Có thể dẫn tới lôi kiếp lớn như vậy, sẽ không phải thật là Trương sư a. Trong đám người vang lên một thanh âm, tất cả mọi người yên lặng. Cũng chỉ có Trương sư chân chính, mới có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, thiên hạ khiếp sợ. Băng Nguyên Cung. Mẹ, người yên tâm, ta sẽ chú ý thân thể, chắc chắn sẽ không lỗ mãng. Một nữ hài tựa như tượng băng, nhìn về phía một nữ tử trung niên trước mắt, mỉm cười. Băng Nguyên Cung cung chủ, Triệu Nhã. Mà nữ tử trước mặt nàng, là thánh nữ đời trước, mẫu thân của nàng. Sau khi ở Liên minh Đế quốc xác lập thân phận, trở về liền thả mẫu thân ra ngoài, nửa năm trước trở lại Thiên Huyền Vương quốc đón cha về, người một nhà ở chung, vui vẻ hòa thuận. Liên tục bế quan, không ăn không uống, không ngừng tu luyện. Ta và mẹ ngươi sợ ngươi trên tinh thần tiêu hao quá lớn. Một nam tử trung niên đi tới. Cha của Triệu Nhã, Thiên Huyền Vương quốc Bạch Ngọc Thành thành chủ, Triệu Phong. Đối kháng Trương sư không thấy, con gái của bọn họ giống như điên tìm kiếm, sau khi trở về liền bế quan tu luyện, không ăn không uống, cũng không nghỉ ngơi. Nhìn mà đau lòng. Dù thực lực của con gái bây giờ, sớm đã đạt đến tình trạng bọn họ chỉ có thể ngước nhìn, nhưng điên cuồng tu luyện, chỉ cần có thể tăng thực lực lên, mặc kệ nguy hiểm hay không nguy hiểm. Không khuyên can, sớm muộn sẽ xuất hiện nguy hiểm. Ta không sao, ta chỉ nghĩ chờ lão sư trở về, lấy thực lực mạnh hơn thấy hắn. Mà không phải bỏ lỡ hắn dạy bảo. Triệu Nhã cười cười, nghĩ tới cùng lão sư từng ly từng tí, trong lòng lần nữa tràn đầy lực lượng, đang muốn khuyên can cha mẹ, tiếp tục bế quan, đột nhiên nhướng mày, vội vàng ngẩng đầu. Ngay sau đó nhìn thấy vô số mây đen, từ đằng xa lan ra, thời gian nháy mắt bao phủ toàn bộ Băng Nguyên Cung ở bên trong. Hết chương 3550. Chương 3552. Triệu Nhã đặc thù. Đột phá cổ thánh. Trương Huyền cũng rõ ràng, đã bao trùm đến trên thiên đạo của danh sư đại lục, thành thiên địa chi sư. Mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, cũng có thể tiến hành ảnh hưởng đối với thiên đạo, thậm chí để nó sửa lại. Ngôn xuất pháp tùy, một lời định quy tắc. Vốn cho rằng đi ra con đường của Khổng sư, không nhận hắn ảnh hưởng, kết quả vẫn tuần hoàn theo dấu chân của hắn, từng bước một tiến lên. Khổng sư ở thời kỳ thượng cổ, hẳn cũng đạt đến loại cảnh giới này, nắm giữ loại lực lượng này. Hậu bối mới có thể thi triển ra loại lực lượng huyết mạch kia, bỏ qua quy tắc. Trương Huyền cười khổ lắc đầu, lại không giàu dĩ. Làm tốt chính mình là tốt rồi, cần gì suy tính quá nhiều. Nắm đấm siết chặt, cảm thụ lực lượng trong cơ thể. Tuy chỉ là tích huyết trùng sinh, nhưng vị thần linh xuất hiện ở côn hư cảnh kia, xuất hiện lần nữa mà nói, hoàn toàn có thể một ngón tay bóp chết. Không hổ áp chế mấy lần,
một khi đột phá, quả nhiên có chỗ tốt người thường khó có thể tưởng tượng. Răng rắc, cổ tay lật qua lật lại, lòng bàn tay có một bức tranh vỡ vụn ra, biến thành tro tàn. Vừa rồi xung kích cổ thánh, chẳng những cổ thánh lực trong quyển trục tiêu hao sạch sẽ, chém giết hai vị thần linh, gom góp tích lũy huyết dịch cũng tiêu hao hầu như không còn, hắn giờ phút này, lần nữa khôi phục tình trạng nghèo rất mùng tơi. Cáo từ, ngón tay điểm ra, bản thân sửa sang lại pháp quyết tu luyện rơi vào trong óc nữ hài, Trương Huyền không ngừng lại, thân thể chuyển một cái, biến mất. Tạm biệt, Trương Huyền. Cảm nhận được trong đầu nhiều ra đồ vật, Thẩm Bích Như không ngừng run rẩy, hốc mắt nhất thời đỏ lên. Nàng biết, lần này cùng đối phương là chân chính biến thành hai đường thẳng song song, không còn bất cứ cơ hội nào tương giao. Cung tiễn Trương Sư. Lòng nàng tràn đầy kích động, mọi người trong tiểu trấn xác nhận thân phận của thanh niên trên không, cũng kìm nén không được, đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Không hổ là vạn thế chi sư, phương thức độ kiếp cũng khác biệt, chỉ để lại vô số truyền thuyết, để cho người ta mơ màng. Bay đến vị trí người bình thường không nhìn thấy, Trương Huyền ngừng lại, nhìn quanh một vòng, mỉm cười. Đều đi ra đi. Lão sư, Triệu Nhã, Vương Dĩnh, Lưu Dương, Trịnh Dương, Viên Đào, Lộ Sung, Ngụy Như Yên, Trương Cửu Tiêu, Khổng Thi Giao. Chín đại thân truyền, đồng loạt quỳ trước mặt. Trong vòng 2 năm, thu 9 người làm đồ đệ, mỗi một cái đều có thân phận cực cao, toàn bộ danh sư đại lục, thậm chí dị linh tộc, đều đứng ở đỉnh phong nhất. Đồng loạt ra tay, để cho ta nhìn một chút tiến bộ cùng thực lực của các ngươi. Trương Huyền chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Mọi người dừng lại một chút, đồng thời gật đầu. Hô hô hô, 9 người vây công lên. Hơn nửa năm không thấy, 9 người đều có tinh tiến, tu vi yếu nhất Phiên Đào, cũng hoàn thành 2 lần độ kiếp, đạt đến chư tử bách gia trung kỳ, những người khác càng thêm cường đại, Triệu Nhã, Khổng Thi Giao, Trịnh Dương, Lưu Dương đều đạt đến tích huyết trùng sinh. Mọi người liên thủ, phong tỏa thời không, thần linh lúc trước rơi vào trong đó, cũng khó mà chống lại. Nhưng bọn hắn công kích rơi vào trên người Trương Huyền, giống như không có bất kỳ uy lực gì, bị chân khí hộ thể dễ như trở bàn tay ngăn ở bên ngoài cơ thể. Thậm chí chỉ cần Trương Huyền nguyện ý, nhất cử nhất động, cũng có thể để cho bọn họ thấy không rõ thân ảnh, bắt không được tung tích. Lực lượng huyết mạch Trương gia đã không có bất kỳ tác dụng nào, trái lại muốn tăng tốc thời gian, một ý niệm liền có thể hoàn thành. Phá! Xác nhận thực lực mọi người cùng tu vi của mình, Trương Huyền biết không cần thiết tiếp tục chiến đấu, ngón trỏ duỗi ra nhẹ nhàng điểm một cái. Dầm! 9 người đồng thời lui về phía sau, từng cái khuôn mặt trắng bệch. Bọn họ đại biểu quần thể sức chiến đấu mạnh nhất đương đại, liên hợp cùng một chỗ, thậm chí ngay cả một ngón tay của lão sư cũng không đỡ được. Triệu Nhã, Trịnh Dương tiến bộ không nhỏ, Khổng Thi Giao tiến bộ chậm nhất. Trương Huyền cười cười. Đám học sinh này đều rất cố gắng, mỗi người đều có tiến bộ không ít, muốn nói tiến bộ chậm nhất, ngược lại là Khổng Thi Giao thu đồ trễ nhất. Sau khi thu nàng làm đệ tử, không có chăm chú chỉ điểm liền rời đi, kết quả cũng dẫn đến hơn nửa năm qua, chỉ từ tích huyết trùng sinh trung kỳ tấn cấp đến hậu kỳ, ngay cả đỉnh phong cũng không có đi đến. Ta! Khổng Thi Giao nói không ra lời. Lão sư nói không sai, trong khoảng thời gian này, nàng đích xác là tu luyện chậm nhất. Trước đó còn cho rằng thân là hậu nhân Khổng sư, huyết mạch tinh thuần, có chút tự ngạo, khi thấy đám người Triệu Nhã, Trịnh Dương từ không bằng bản thân, dần dần vượt qua, cũng đã rõ ràng, thiên phú khá hơn nữa, không đi cố gắng, đồng dạng sẽ lạc hậu hơn người. Huống chi vị lão sư này, bản thân liền am hiểu sáng lập truyền kỳ. Tốt, đây là cảm ngộ gần đây của ta, truyền thụ cho các ngươi, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền nhìn người. Ngón tay điểm ra, đột phá cổ thánh, thậm chí cảm ngộ thành tựu cổ thánh, truyền vào trong óc mọi người. Tu vi đi đến loại cảnh giới này, không cần tay nắm tay giáo dục, mà để cho bọn họ tự lĩnh ngộ. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở cá nhân. Có thể đi bao xa, dựa vào là bản thân, lão sư nhiều nhất chỉ có thể dẫn đường. Giống như trước đó, nuôi thả. Không như vậy, bọn họ khẳng định cũng không có thực lực bây giờ. Rất nhanh, mọi người nhìn kiến thức lão sư truyền thụ một lần, từng cái tràn đầy hưng phấn. Có những cảm ngộ này, tốc độ tiến bộ của bọn họ chắc chắn nhanh hơn, tu vi cũng càng thêm củng cố cao thâm. Ta muốn đi chỗ phong ấn côn hư cảnh, các ngươi cũng cùng một chỗ đi. Biết triệt để lĩnh ngộ, còn cần không ít thời gian, Trương Huyền không có nhiều thời gian lãng phí như vậy, mở miệng nói. Mọi người đồng thời gật đầu. Đoàn người nhanh chóng bay về phía côn hư cảnh,
hơn 10 phút, liền đi tới đài cao phong ấn. Trải qua tu bổ, giống như trước đó, không có biến hóa quá lớn, loại này lực lượng như thủy ngân cũng không tiết lộ qua. Hỏi thăm vài câu, biết trong lúc rời đi, không có thần linh xuất hiện lần nữa, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Đối diện phong ấn chính là thượng thương, trong đó che kín một loại linh khí như thủy ngân, các ngươi có thể thử một chút, có thể hấp thu hay không. Duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng điểm một cái, phong ấn xuất hiện một lỗ đen không lớn, một cỗ khí tức mạnh mẽ hạ xuống, ép đài cao kẹt kẹt vang vọng. Tu vi đột phá cổ thánh, để hắn nắm giữ sức chiến đấu có thể so với cường giả phá toái hư không, cũng nên rời nơi này, đi thế giới cao hơn xem một chút. Nếu không tìm Lạc Nhược Hy, liền thành một câu nói suông. Bất quá, muốn đi vào thượng thương, đầu tiên phải thích ứng những linh khí như thủy ngân này, hắn không chỉ bản thân muốn thử, cũng hy vọng các học sinh thử một chút, sớm có chỗ đề phòng. Xì xì xì. Lực lượng như thủy ngân hạ xuống, rất nhiều học sinh từng cái sắc mặt đỏ lên, dường như toàn thân sắp muốn căng nứt. Loại lực lượng này thực đáng sợ, cho dù bọn họ đều đạt đến cổ thánh, hơn nữa mỗi một cái đều đứng ở đỉnh phong nhất đại lục, vẫn có chút không chịu nổi. Lão sư, những thứ linh khí này, ta có thể hấp thu. Thời điểm Trương Huyền có chút thất vọng, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, vội vàng quay đầu, ngay sau đó nhìn thấy Triệu Nhã sắc mặt như thường. Linh khí như thủy ngân chậm rãi chảy trong cơ thể nàng, không xuất hiện bất kỳ bài xích. Hết chương 3552. Chương 3553. Triệu Nhã đột phá phá toái hư không. Tiếp tục tu luyện, đừng nên dừng lại. Ánh mắt nhúc nhích, Trương Huyền nhìn lại nữ hài, linh lực như thủy ngân chảy xuôi ở trong cơ thể nàng, rèn luyện chân khí, để tu vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên, thời gian qua một lát, liền có tiến bộ to lớn. Không đến 10 phút đồng hồ, vậy mà có thể so với một ngày tu luyện bình thường, lại còn hơn. Là, kinh mạch. Trương Huyền giật mình. Kinh mạch của Triệu Nhã đã từng nghiền nát, bản thân dùng dây leo động hư hồ lô hỗ trợ xây dựng kinh mạch mới. Linh khí thủy ngân, tu luyện giả bình thường, kinh mạch sẽ không chịu nổi, trực tiếp bạo liệt, mà nàng. Không dính dáng vấn đề này. Dây leo không biết đến cùng là vật gì phẩm, hấp thu linh lực nặng nề như vậy, vẫn thành thạo như cũ. Không có dấu hiệu hỏng mất chút nào. Bởi vậy, đối với người khác mà nói, là đồ vật tính hủy diệt, nhưng đối với nàng mà nói, vậy mà có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, để cảnh giới càng ngày càng cao thâm. Lão sư, ta cảm giác hấp thu như vậy, có thể nhẹ nhõm xung kích phá toái hư không? Một lát sau, Triệu Nhã ngừng lại, trong hai con người đen nhánh mang theo kích động. Nửa năm qua, nàng cố gắng tu luyện, thực lực đã đạt đến tích huyết trùng sinh đỉnh phong. Có điều loại cảnh giới này giống như đạt đến đỉnh phong mà thế giới này có thể gánh chịu, vô luận cố gắng như thế nào, cũng không thể tiến thêm một bước. Giờ phút này, hấp thu loại linh lực kia, vậy mà mơ hồ có cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá, để nàng khó có thể tin. Thì ra là thế. Không nói gì, nhưng trong lòng Trương Huyền giống như gương sáng, triệt để hiểu được. Linh khí ở danh sư đại lục so sánh với linh khí như thủy ngân, trọng lượng cùng chất lượng đều kém quá nhiều. Nếu như so sánh bình chướng của phá toái hư không là cửa sắt, dòng nước bình thường xung kích, trừ khi nước chảy đá mòn, nếu không không thể nào làm được, mà người sau giống như sóng to gió lớn, tương đương với dùng chùy sắt va chạm, tự nhiên sẽ đơn giản hơn không ít. Xem ra muốn tiến thêm một bước, nhất định phải hấp thu loại linh khí này. Trương Huyền âm thầm gật đầu. Khó trách hai người từ khe hở chui vào, đều đạt đến phá toái hư không, căn nguyên ở trên loại chân khí thủy ngân này. Chỉ cần tu luyện giả của danh sư đại lục có thể hấp thu, hoàn toàn có thể đột phá bình chướng, đi vào cảnh giới cao hơn. Ngươi tiếp tục hấp thu, xung kích phá toái hư không thử một chút. Trương Huyền dặn dò. Triệu Nhã gật đầu, cũng không nhiều lời, vận chuyển chân khí, nhanh chóng thôn phệ lực lượng như thủy ngân. Mọi người khác lại thử mấy lần, phát hiện quả thực không cách nào hấp thu giống như đại sư tỷ, đành phải ngừng lại, vẻ mặt hâm mộ vây quanh ở bốn phía. Biết tu luyện không phải chuyện một sớm một chiều, Trương Huyền cũng không thúc giục, mà Minh Lý Chi Nhãn phối hợp thư viện, không ngừng quan sát, sợ Triệu Nhã xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Bất quá cơ sở nàng vững chắc, tu luyện chăm chú, không tham công liều lĩnh, tu vi trực tiếp tiến bộ, không đến nửa ngày liền đạt đến điểm giới hạn, cảnh giới phá toái hư không không ngừng lay động, bất cứ lúc nào cũng sẽ bước ra. Mở. Cũng không biết qua bao lâu, tích góp đến cực điểm, nữ hài hơi dương tú mi, khẽ kêu một tiếng. Sấm rền nổ vang, ràng buộc trong cơ thể bị đánh nát, phát ra thanh âm răng rắc,
một cỗ khí tức vô địch lên như diều gặp gió, nhanh chóng kéo lên, càng ngày càng mạnh. Càng nhiều linh khí thủy ngân tràn vào trong cơ thể, rèn luyện nhục thể cùng linh hồn của nàng, tựa như thể chất mở ra, nữ hài nguyên bản liền rất đẹp, lần nữa thuế biến, càng thêm đẹp không gì sánh được, đặc biệt là hai chân, giống như da chỉ một loại ma chú nào đó, lại tăng lên 5-6 cm. Thời khắc này dáng người, vậy mà giống Lạc Nhược Hy không ngụy trang đến mấy phần. Thân thể thuế biến, chân khí phát ra thanh âm triều tịch, khí tức cũng biến thành càng thêm cường đại, rất nhanh liền cho người ta một loại cảm giác giống như thần linh, tựa như không thuộc về thế giới này. Ầm ầm, tu vi đột phá, trên bầu trời hội tụ tới vô số lôi đình, rậm rạp chằng chịt lao qua, toàn bộ thế giới cũng đang không ngừng lay động, phảng phất như muốn bài xích cô gái trước mắt này ra ngoài. Triệu Nhã hấp thu linh khí thủy ngân đột phá, từ giọt nước biến thành dầu, không cách nào dung hợp với danh sư đại lục được nữa. Đè thấp tu vi, Trương Huyền vội vàng dặn dò. Triệu Nhã cũng biết không làm như vậy, không chỉ bị bài xích, còn vô cùng có khả năng sẽ bị lôi đình vây công, lúc này lực lượng trong cơ thể xoay chuyển, tu vi vừa mới đột phá liền bị phong ấn xuống, người ngoài nhìn tới, lần nữa biến thành tích huyết trùng sinh. Hô! Quả nhiên, tu vi vừa giảm thấp, lôi đình chậm rãi tiêu tán, loại cảm giác bài xích cũng biến mất không thấy gì nữa. Thật là lấn yếu sợ mạnh. Trương Huyền cười khổ lắc đầu, mặt bất đắc dĩ. Sinh linh bản thổ đột phá phá toái hư không, thế giới này liền ra đủ loại lôi đình, đủ loại bài xích, mà thượng thương tới cường giả cùng cấp bậc, không có chút phản kháng, thậm chí còn có chút nịnh nọt. Không nghĩ tới thiên đạo của danh sư đại lục, cũng chỉ giỏi bắt nạt người một nhà. Năm đó người có phải cũng như vậy, chỉ có thể áp chế tu vi, mới có thể sinh tồn ở trên đại lục. Trương Huyền truyền âm hỏi thăm. Lúc trước ngoan nhân cũng đạt tới phá toái hư không, cũng chính là cường giả tiên sứ cảnh trong miệng hắn. Nguyên nhân chính là mạnh như vậy, mới có thể áp chế khổng sư chật vật không chịu nổi, có mấy lần suýt chút nữa vẫn lạc. Ngoan nhân gật đầu nói. Hấp thu loại lực lượng này, có thể để cho tu vi đột phá đến phá toái hư không, có điều cũng chỉ là sơ kỳ, lại nghĩ tiến bộ liền gần như không có khả năng. Căn cứ năm đó ta nghiên cứu, nhất định phải đi vào thượng thương, mượn lực lượng thiên địa trong đó, cải tạo bản chất sinh mệnh, mới có thể lần nữa tinh tiến, nếu không, chỉ có thể vây ở cảnh giới này cho đến chết. Không cách nào tinh tiến. Trương Huyền sửng sốt một chút, nhìn về phía nữ hài cách đó không xa, như hỏi thăm. Triệu Nhã cảm thụ một hồi, lắc đầu, trả lời chính xác. Bẩm báo lão sư, đi đến phá toái hư không sơ kỳ, quả thực là cực hạn, giờ phút này ta muốn tiếp tục tu luyện mà nói, danh sư đại lục bài xích là một nguyên nhân, càng quan trọng hơn là, dung lượng thân thể đạt đến phần cuối, không có cách nào chứa càng nhiều linh khí như thủy ngân. Giống như hồ nước, chỉ lớn như vậy, nhiều nước tuôn qua, đồng dạng sẽ chảy đi. Muốn giữ lại càng nhiều nước, phương pháp duy nhất là lần nữa mở mang hồ nước, thể tích càng lớn, nước tự nhiên cũng càng nhiều. Xem ra quả nhiên có vị diện chênh lệch. Trương Huyền hiểu được, còn tưởng rằng có linh khí thủy ngân, có thể không ngừng hấp thu lực lượng, nhanh chóng tinh tiến, đi đến thực lực cao hơn, hiện tại xem ra, nghĩ thực sự quá đơn giản. Nếu thực dễ dàng như thế, năm đó khổng sư cũng không đến mức rời thế giới này, đi vào thượng thương. Ta thử một chút, có thể hấp thu hay không? Đối với linh khí thủy ngân giải càng ngày càng nhiều, tâm tư của Trương Huyền lần nữa rung chuyển. Trước đó không thể hấp thu, là bởi vì không có đột phá cổ thánh, hiện tại tu vi có tiến bộ, sức chiến đấu so với Triệu Nhã sau khi đột phá chỉ mạnh không yếu. Thân thể cũng có thể thích ứng loại lực lượng này, thuận lợi hấp thu hay không? Dù sao kinh mạch của hắn cũng sửa đổi, so với Triệu Nhã càng thêm hợp lý. Nghĩ đến cái này, Trương Huyền không chút do dự, con mắt đóng lại. Hết chương 3553. Chương 3554. Tầm quan trọng của kinh mạch. Xì xì xì. Linh khí tràn vào huyệt đạo, đi vào kinh mạch. Răng rác, răng rác. Kinh mạch trong cơ thể, giống như rót vào thủy ngân, xuất hiện vết rách, cả người trở nên nặng nề. Vội vàng dùng thiên đạo chân khí chữa trị, có điều vẻ mặt càng ngày càng hồng, một lát sau, đồng tử co rụt lại, máu tươi từ khóe miệng phun ra. Không được. Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, ngừng lại. Vốn cho rằng tu vi tiến bộ, đã có thể hấp thu loại lực lượng này, hiện tại xem ra, vẫn không làm được. Cưỡng ép hấp thu, kinh mạch sẽ triệt để vỡ vụn, đan điền sụp đổ, đừng nói luyện hóa thành chân khí, linh hồn đều có thể sẽ bị trấn áp không cách nào động đậy, triệt để sụp đổ. Đáng tiếc dây leo không còn. Trương Huyền bất đắc dĩ.
nếu dây leo động hư hồ lô còn, có thể mượn sửa đổi kinh mạch một chút, để cho mình cũng có thể thích ứng loại lực lượng này, đáng tiếc sớm đã sử dụng hết. Không đúng, dị linh tộc, trong 10 người có 2 người có thể hấp thu, lúc trước ngoan nhân cũng hấp thu loại lực lượng này mà không tử vong. Đang muốn từ bỏ, trong lòng đột nhiên động. Nhan Thanh cổ thánh làm qua thí nghiệm, 10 dị linh tộc, 2 cái hấp thu loại lực lượng này không tử vong, lúc trước ngoan nhân không có dây leo thay đổi kinh mạch, đồng dạng cũng thành công. Có thể để chân khí cải biến thành sát lục chi khí, lại phối hợp kinh mạch sau khi thay đổi, hiệu quả sẽ khá hơn một chút hay không? Thử một chút. Dù sao giờ phút này cũng không có công pháp có thể tham khảo, nghĩ đến liền làm, chân khí trong cơ thể xoay chuyển, sát lục chi khí từ trong huyệt đạo tuôn ra, cả người tựa như trong nháy mắt thuế biến thành một hoàng giả dị linh tộc, chí cao vô thượng. Sửa lại lực lượng chân khí, lần nữa mở ra huyệt đạo, chậm rãi hấp thu. Xì xì. Linh khí lần nữa đi vào trong cơ thể, không còn trầm trọng như trước đó, ngược lại cho hắn một loại cảm giác ôn nhuận thoải mái dễ chịu. Quả thế, Trương Huyền siết chặt nắm đấm, tràn đầy kích động. Tuy Lưu Dương là dị linh hoàng, hơn nữa có sát lục chân khí nồng đậm, nhưng kinh mạch hắn không sửa đổi qua, vẫn là kinh mạch nhân loại, bởi vậy đồng dạng không thể hấp thu. Hắn khác biệt, lúc dị linh tộc cùng thần linh chiến đấu, bị chấn chỉ còn lại có khung xương, thời điểm mượn khí thức đặc thù trùng sinh, kinh mạch sửa lại càng thêm phù hợp đại đạo. Như vậy, lại hấp thu linh khí thủy ngân, vậy mà vô cùng trôi chảy. Hấp thu một hồi, quả nhiên giống như Triệu Nhã, cũng cảm nhận được bình chướng. Đột phá. Ngưng thần tính tức, toàn bộ tinh thần đắm chìm trong xuân thu đại điển, thời gian tăng tốc, linh khí thủy ngân đầy trời giống như vòi rồng hạ xuống, tràn vào trong cơ thể của hắn. Đám người Triệu Nhã, Khổng Thi Giao đều giật nảy mình, đồng loạt lui về phía sau. Lão sư tản mát ra khí tức dị linh tộc, có thể hấp thu loại linh khí này tu luyện, chỉ là tốc độ quá dọa người rồi. Lực lượng hung mãnh như vậy, đài cao khả năng sẽ không chịu nổi, bị ép nát bấy. Có xuân thu đại điển gia trì, tốc độ tu luyện của Trương Huyền cực nhanh, dù vậy cũng tiếp cận một ngày mới hoàn toàn thay đổi xong lực lượng trong cơ thể, tu vi củng cố đến điểm giới hạn. Ầm ầm, lại nửa ngày, lực lượng nổ tung, giống như Triệu Nhã, bước ra một bước cuối cùng, đi đến phá toái hư không sơ kỳ. Đi đến loại cảnh giới này, giống như nàng nói, bất luận hấp thu bao nhiêu, cũng không thể lại tiến bộ mảy may, hình như đan điền cùng kinh mạch đều đạt đến trạng thái bão hòa, nhiều một tia lực lượng cũng không thể hấp thu. Đáng tiếc, Trương Huyền lắc đầu, đứng dậy. Tu vi tiến bộ, để hắn đối với loại linh khí thủy ngân này cũng có hiểu rõ khắc sâu hơn. Kinh mạch nhân loại quá mức yếu kém, quả thực không cách nào thích ứng. Dị linh tộc không chỉ kinh mạch cao minh hơn nhân loại, tính mềm dẻo của kinh mạch cũng hơn, có thể hấp thu loại linh khí này mà không tử vong là chuyện đương nhiên. Lão sư, chúng ta, có thể tu luyện hay không? Nhìn thấy sư tỷ cùng lão sư song song đột phá đến phá toái hư không, đám người Trịnh Dương, Khổng Thi Giao kìm nén không được trong lòng lửa nóng. Bọn họ có thể hấp thu, có phải đại biểu nhóm người mình cũng có thể hoàn thành hay không? Các ngươi tạm thời còn không được. Trương Huyền lắc đầu. Triệu Nhã thành công là bởi vì dây leo động hư hồ lô, mà hắn, là bởi vì khí tức chữa thương của thần linh, không có thứ này, bị tước đoạt thành khung xương, liền không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể khôi phục, chớ nói chi là nhân cơ hội thay đổi kinh mạch. Những người khác không có loại kỳ ngộ này, muốn thành công, không có dễ dàng như vậy. Trong mắt mọi người lộ ra vẻ mất mát. Nhân loại bình thường quả thực không thể hấp thu loại lực lượng này, các đời cao thủ chư tử bách gia, đều đặc biệt làm qua thí nghiệm. Dù thiên tài lợi hại hơn nữa, cũng không có thể thành công. Khổng Thi Giao cười khổ giải thích. Muốn nói hiểu rõ loại lực lượng này, coi như Trương Huyền, cũng không bằng cường giả côn hư cảnh. Bọn họ đời đời kiếp kiếp đều đang thủ hộ phong ấn này, sớm đã hiểu cỗ lực lượng này tới cốt tủy. Nhiều hạng người kinh tài tuyệt diễm như vậy, cũng không thể làm được, Trương Huyền cũng không cho rằng bản thân chỉ tiếp xúc không đến 2 ngày, liền có thể hoàn thành. Bất quá tuy không thành công, kèm theo thời gian trôi qua, có thể thừa nhận loại lực lượng này, thời gian cũng càng ngày càng dài. Trương Huyền sững sờ. Đệ tử xem qua ghi chép mấy vạn năm trước, lúc đó người bình thường hấp thu loại lực lượng này, kiên trì không tới 3 cái hô hấp kinh mạch sẽ nghiền nát, thậm chí tử vong, mà người bây giờ, dù không có tu luyện, cũng có thể kiên trì 10 phút trở lên. Khổng Thi Giao gật đầu. Trương Huyền nhíu mày. Ta xem một chút. Đều là người bình thường, hẳn là tương đồng. Chẳng lẽ bởi vì người nơi này, quanh năm ăn thanh nha mạch,
thể chất tăng cường, sức thừa nhận cũng biến thành mạnh mẽ. Thần thức lan ra xuống, thời gian nháy mắt, bao phủ một phiến khu vực ở ngoài Đại Nho Đường, nơi này sinh sống không ít người bình thường sinh trưởng ở Côn Hư Cảnh. Thể chất của bọn hắn không chỉ tăng cường, kinh mạch vậy mà cũng hơi khác biệt người danh sư đại lục. Nhìn một hồi, Trương Huyền tràn đầy kinh ngạc. Trước đó gặp qua những người này, nhưng chưa hề nghĩ tới vấn đề kinh mạch, giờ phút này đặc biệt quan sát, quả nhiên phát hiện không hợp lý. Côn Hư Cảnh, trải qua hơn vạn năm bồi dưỡng, nhân tộc sinh trưởng ở địa phương, không chỉ thể chất thay đổi, trưởng thành liền có thể đi đến tông sư cảnh, kinh mạch vậy mà cũng có xu thế biến hóa như dị linh tộc, mặc dù không có hoàn toàn thay đổi, nhưng khác người bình thường ở danh sư đại lục rất lớn. Khó trách có thể kiên trì thời gian càng dài. Nếu như nghĩ phương pháp thay đổi kinh mạch của đám người Trịnh Dương, bọn họ cũng có thể hấp thu loại lực lượng này, thành công đột phá đến phá toái hư không hay không? Trong đầu xông ra một ý nghĩ. Thể chất mạnh mẽ hay không, cùng kinh mạch liên quan rất lớn, nghĩ biện pháp thay đổi kinh mạch đối phương, hẳn là sẽ đưa đến biến hóa về chất, thành công để mọi người đột phá. Chỉ là thay đổi kinh mạch, dính dáng huyết nhục, cho dù là đám người Trịnh Dương, một khi đi làm, cần cổ thánh lực khôi phục. Sợ rằng cũng phải cần số lượng rất lớn, hắn căn bản không bỏ ra nổi. Hơn nữa ngộ nhớ bỏ thân thể, lại không làm được thì sao? Khổng Thi Giao, đám người Nhan Thanh cổ thánh ở đâu? Trương Huyền hỏi. Hết chương 3554. Chương 3555, đi vào thượng thương. Sau khi cùng thần linh đối chiến, đám người Nhan Thanh cổ thánh bị tước đoạt thành khung xương, tuổi thọ tiêu hao hầu như không còn, trước khi Trương Huyền đi. Tận mắt thấy Khổng Thi Giao đóng băng đối phương, thời gian nửa năm mà thôi, hẳn là sẽ không tử vong. Khổng Thi Giao gật đầu. Đang ngủ say. Dẫn ta đi xem một chút. Trương Huyền xoay người chảo một cái, vô số linh khí như thủy ngân tụ ở trong lòng bàn tay, phân phó nói. Khổng Thi Giao dẫn đường, thời gian không dài đi tới một không gian bịt kín, mấy cái khung xương song song nằm ở trên sân khấu đặc thù, phía dưới đủ loại bảo vật tích tụ. Liên tục không ngừng cung cấp sinh cơ, để cho bọn hắn duy trì sinh mệnh. Tuy làm như vậy không thể để cho tuổi thọ tăng thêm, nhưng có thể trì hoãn tử vong, sở dĩ bọn họ có thể sống sót vạn năm, chính là dựa vào cái này. Đi tới trước mặt khung xương của Nhan Thanh cổ thánh, ngón tay Trương Huyền búng một cái, mở ra phong ấn, khung xương chậm rãi tỉnh lại. Trương Sư, khung xương khom người, ta tìm được một phương pháp giải quyết vấn đề của ngươi, bởi vì không có thí nghiệm qua. Thành công, tuổi thọ kéo dài, thực lực tăng nhiều, thất bại, có thể sẽ trực tiếp tử vong tiền bối, có muốn thử nghiệm một chút hay không? Không có bất kỳ dây dưa dài dòng, Trương Huyền nói thẳng. Ta muốn thử. Nhan Thanh cổ thánh gật đầu. Sống nhiều năm như vậy, hắn đã sớm không để ý sinh tử. Vậy thì tốt, ta có một bộ công pháp vận chuyển chân khí, bây giờ ngươi bắt đầu tu luyện, hơn nữa ở thời điểm khôi phục thân thể, dựa theo kinh mạch đồ này lần nữa sắp đặt kinh mạch. Ngón tay điểm ra, thiên đạo pháp quyết nghịch chuyển công pháp và kinh mạch đồ lúc trước, đi vào trong óc Nhan Thanh cổ thánh. Hai thứ này cũng không phức tạp, học không tính khó khăn, hơn 10 phút sau, Nhan Thanh cổ thánh đã triệt để hiểu, tuy trong lòng kỳ lạ, nhưng tin tưởng Trương Sư sẽ không hại hắn, hít sâu một hơi, dựa theo nội dung công pháp, bắt đầu vận chuyển chân khí. Xì xì, cong ngón tay búng một cái, vừa rồi Trương Huyền bắt lấy linh khí như thủy ngân thả ra ngoài, bao phủ bốn phía. Nhìn thấy loại lực lượng này, khung xương của Nhan Thanh cổ thánh căng thẳng, không có quá nhiều dầu dĩ, cắn răng một cái, dựa theo phương thức vận chuyển chân khí của đối phương hấp thu, đang nghĩ có thể bị tươi sống đẻ chết hay không, ai biết thời gian không dài, liền lộ ra biểu lộ kỳ quái. Dựa theo Trương Sư cho công pháp tu luyện, linh khí như thủy ngân không cách nào lôi kéo kinh mạch, ngược lại cho hắn một loại cảm giác tẩm bổ thân thể, không ngừng hấp thu, sau hai canh giờ, thân thể vậy mà triệt để khôi phục. Bởi vì kinh mạch thay đổi, trong cơ thể cũng thỉnh thoảng tản mát ra một cỗ sát lục chi khí nồng đậm, từ xa nhìn lại, giống như là một dị linh tộc. Rất tốt, thử xung kích phá toái hư không đi. Thấy đối phương thành công, con mắt Trương Huyền sáng lên, phân phó nói. Nhan Thanh cổ thánh gật đầu, tiếp tục hấp thu. Hắn so với Triệu Nhã tích lũy càng thêm hùng hậu, chưa tới một canh giờ, quả nhiên cũng thành công đột phá, đạt đến cổ thánh tứ trọng, tuổi thọ lần nữa tăng thêm. Trước đó nguy hiểm đến tính mạng, giải quyết triệt để. Đa tạ Trương Sư. Cảm nhận được trong cơ thể dâng trào lực lượng, Nhan Thanh cổ thánh tràn đầy kích động, kìm nén không được, quỳ mọp xuống đất. Vốn cho rằng lần này bị thương nặng, hẳn phải chết không nghi ngờ,
nằm mơ cũng không nghĩ đến, vậy mà lấy loại phương thức kỳ lạ này sống sót, thậm chí còn đột phá tu vi, đạt đến cảnh giới thiết tha mơ ước. Linh khí thủy ngân quá mạnh, hấp thu vào trong cơ thể, không chỉ tăng tốc tu luyện, tốc độ khôi phục cũng nhanh hơn cổ thánh lực. Thấy ý nghĩ trong lòng mình chuẩn xác không sai, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Dựa theo tình huống bình thường, thời khắc này tuổi thọ của Nhan Thanh cổ thánh, coi như cổ thánh lực đầy đủ, cũng kiên trì không đến triệt để khôi phục thân thể. Nhưng hấp thu linh khí thủy ngân lại khác biệt. Loại linh khí này, không chỉ nặng nề, lực lượng ẩn chứa trong đó cũng vượt khỏi tưởng tượng, chỉ cần có thể hấp thu, tổn thương nặng hơn cũng có thể khôi phục rất nhanh. Xác nhận khả thi, Trương Huyền lại không giàu dĩ, đánh thức mấy người còn lại, đưa đến đài cao, dựa theo bước đi đồng dạng, không tiêu tốn quá lâu, mấy vị cổ thánh bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong, phần lớn đều bước ra một bước cuối cùng, thành cường giả phá toái hư không. Đương nhiên, cũng có ngoài ý muốn, trong đó hai vị cổ thánh lúc tu luyện, xuất hiện sai lầm, bị linh khí ép khung xương vỡ vụn, tử vong tại chỗ. Liên tục thí nghiệm, biết con đường này có thể thực hiện, Trương Huyền triệu hoán các đệ tử tới, bàn tay bỗng nhiên vỗ một cái. Lực lượng bao phủ 8 đệ tử, tất cả mọi người đồng thời phun mạnh máu tươi, kinh mạch trong cơ thể bị chấn vỡ triệt để. Dựa theo cái này tu luyện, tuyệt đối không thể phạm sai lầm, nếu không chết rồi, đừng trách ta không có nhắc nhở. Vừa rồi kết cục của hai người kia, khắc sâu vào trong óc mọi người, Trương Huyền thản nhiên nói. Đám người Trịnh Dương thấy được đám người Nhan Thanh cổ thánh thuế biến, đều biết làm cái gì, lại thêm bọn họ sức quen thuộc công pháp thiên đạo tinh giản hết, dù không có nghịch chuyển tu luyện qua, nhưng tiếp xúc rất dễ dàng vào tay. Khổng Thi Giao là cái thứ nhất triệt để khôi phục, hơn nữa đột phá đến phá toái hư không. Ngay sau đó là Trịnh Dương, Ngụy Như Yên, Lộ Sung, Vương Dĩnh. Sau 5 ngày, tu vi yếu nhất Trương Cửu Tiêu cũng thành công đột phá đến phá toái hư không. Cho tới giờ khắc này, Trương Huyền tính cả 9 đại đệ tử đều biến thành cổ thánh tứ trọng sơ kỳ. Lão sư, mọi người thành công, từng cái tràn đầy kích động. Sự tình năm đó Khổng sư không làm được, lão sư thế mà hoàn thành. Ta tính toán xuyên qua phong ấn, đi vào thượng thương, tình huống phía trên không rõ ràng, có thể sẽ trải qua vô số nguy hiểm, thậm chí cửu tử nhất sinh. Các người trước không vội đi qua, trấn thủ danh sư đại lục, chờ tin tức của ta. Triệu tập mọi người tới bên cạnh, Trương Huyền nói ra quyết định của mình. Rất nhiều đệ tử tu luyện thành công, mấy ngày nay hắn một mực tự hỏi nên đi nơi nào. Ra kết luận, cũng nên rời đi nơi này, đi thượng thương nhìn một chút. Muốn tìm kiếm Lạc Nhược Hy, nhất định phải đi đường này. Lão sư, chúng ta muốn cùng ngươi. Triệu Nhã tiến về phía trước một bước. Đúng vậy. Mặc kệ nguy hiểm cỡ nào, lão sư ở đâu, chúng ta ở đó, sẽ không lùi bước. Trịnh Dương cũng gật đầu nói. Mấy vị đệ tử khác, tuy không lên tiếng, lại từng cái đều mang theo kiên định không cho cự tuyệt. Cùng nhau đi tới, có thể có thành tựu hiện tại, toàn bộ nhờ lão sư cần trải qua nguy hiểm, bọn họ có thể nào an tâm ở lại. Tâm ý của các ngươi ta biết, nhưng tình huống thượng thương không biết không nói, danh sư đại lục cũng cần các ngươi đóng giữ, yên tâm. Chờ ta làm rõ tình huống bên kia thông đạo, sẽ nghĩ biện pháp mượn Lưu Dương tế tự, báo tin các ngươi. Biết ý nghĩ của các học sinh, Trương Huyền cười cười nói. Thượng thương cao thủ nhiều như mây, một mình hắn, bất luận gặp phải nguy hiểm hay cái gì, đều rất dễ dàng ứng phó, mang theo nhiều học sinh như vậy, liền không đơn giản nữa. Huống chi những đệ tử này đều có trách nhiệm trên vai, cũng không phải nói đi liền có thể đi. Tỷ như Lưu Dương, thân là dị linh hoàng. Dị linh tộc vừa mới ổn định, lúc này rời đi, làm không cẩn thận lại sẽ xuất hiện phản loạn, cùng nhân tộc lần nữa tiến hành tranh đấu bất tử bất diệt. Vậy, lão sư bảo trọng. Biết lão sư tâm ý đã quyết, không có người có thể thay đổi, vẻ mặt mọi người ảm đạm, tất cả đều lộ ra không bỏ. Trịnh Dương, lòng cốt thần thương trải qua linh khí thủy ngân rèn luyện, giờ phút này cũng đột phá đến phá toái hư không, hiện tại liền ban cho ngươi, sau khi ta rời đi. Không biết những cái gọi là thần linh kia có tới nữa hay không, hy vọng ngươi có thể bảo hộ nhân tộc. Cổ tay khẽ đảo, đưa long cốt thần thương tới. Đi vào thông đạo thượng thương, bởi vì có thế giới cách xa, bảo vật trên người tính cả không gian giới chỉ, đều không thể mang theo, lại nói, tu vi đi đến cảnh giới như hắn, trường thương tác dụng đã không lớn. Vương Dĩnh, ngươi am hiểu khải linh, nhưng khải linh cần quá trình, kim nguyên đỉnh liền ban tặng ngươi, bảo vệ ngươi an nguy, tăng thêm thực lực của ngươi. Sẽ an toàn hơn không ít. Cổ tay rung lên, kim nguyên đỉnh xuất hiện ở trước mặt.
Gia hỏa bộ dáng viên gạch kia, trong khoảng thời gian này trải qua linh khí thủy ngân rèn luyện, dù không có đột phá phá toái hư không, nhưng cũng sắp, đã không thể mang theo, không bằng để lại cho nữ hài kia. Tất cả bảo vật trên người, từng cái lấy ra, ban tặng mọi người, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Chín đại đệ tử đều đi đến phá toái hư không, lại thêm những bảo vật này trợ giúp, coi như thật có thần linh hạ phàm, hẳn là cũng có thể nhẹ nhõm ứng phó, không đến mức luống cuống tay chân. Còn ngoan nhân, ẩn giấu ở trong thiên đạo chi thư, có thể thả lại thư viện, giấu vào trong óc, lại thêm tên này là nhân vật năm đó Khổng Sư cũng kiêng kỵ, không còn bản thân hạn chế, vạn nhất gây họa một phương liền phiền toái, cho nên cũng không lưu lại. Còn có cái hồ lô, giấu ở đan điền, không lấy ra được, đồng dạng lưu lại trong cơ thể. Còn phân thân, là cơ mật lớn nhất của hắn, đi vào trong Xuân Thu Đại Điển. Đây là không gian độc lập, giống như phòng đọc sách, có thể cho phép Trương Huyền hấp thu linh khí ngoại giới, linh hồn phân thân bản chất tương đồng, tự nhiên cũng có thể nhẹ nhõm đi vào. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, Trương Huyền phá vỡ phong ấn lúc trước lưu lại, thân thể nhảy lên, thẳng tắp chui vào. Trước đó, cái phong ấn này đâu đâu cũng có linh khí thủy ngân, đối với thân thể cùng linh hồn đều có áp bức cực mạnh, giờ phút này đột phá đến phá toái hư không, lại thêm hấp thu nhiều như vậy, thân thể được cải tạo, lần nữa tiếp xúc, không những không còn khó chịu, ngược lại có loại cảm giác cá vào biển cả. Răng rác, răng rác. Trong phong ấn, từng vết rách đen kịt, không gian vỡ thành vô số loạn lưu, như phong bạo càn quét về phía hắn. May mắn đạt đến phá toái hư không, nếu không còn chưa đi xa, sẽ bị không gian cuồng bạo xé thành bột phấn. Hướng về phía trước phi hành một khoảng cách, ánh mắt Trương Huyền ngưng trọng. Không gian phong bạo nơi này, so với danh sư đại lục mạnh mẽ hơn quá nhiều. Đừng nói tích huyết trùng sinh, coi như phá toái hư không bình thường, khả năng cũng sẽ không chịu nổi, bị trực tiếp xé rách. May mắn hắn tích lũy mạnh mẽ, sức chiến đấu vượt xa cấp bậc chân thực, nếu không khả năng cũng không chống lại được. Dù vậy, toàn thân vẫn bị vết nứt không gian lôi kéo tràn đầy máu tươi, thương thế không nhẹ. Cái lối đi này, không có đường, đâu đâu cũng có vết rách không gian, hắn có thiên đạo thư viện, có thể phân biệt ra được con đường an toàn, nếu không rơi vào trong lỗ đen, đến cùng sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết. Ầm ầm, bay về phía trước nửa tháng, một đạo lôi đình to lớn xuất hiện ở phía trước, triệt để phong tỏa lối đi. Đang suy nghĩ làm sao đi qua, một đạo thiểm điện bổ tới, Trương Huyền mắt tối sầm lại, nhất thời ngất đi. Hết chương 3555. Chương 3556, suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích thích. Đau đầu muốn nứt, Trương Huyền chậm rãi tỉnh lại. Đập vào mắt, là gian phòng rộng rãi. Thực lực của ta. Chậm rãi ngồi dậy, cúi đầu liếc mắt nhìn, trên người dán đầy băng gạc, toàn thân đau đớn kinh khủng, vừa nhìn liền biết thương thế không nhẹ, muốn vận chuyển lực lượng, lại phát hiện chân khí trong cơ thể ít đến thương cảm. Thủy ngân chân khí. Cẩn thận quan sát, phát hiện còn sót lại chân khí vô cùng nặng nề, vận chuyển một chút, cũng tràn đầy khó khăn. Trước đó hấp thu linh khí thủy ngân, thuế biến thành chân khí mình tu luyện, trên thực tế tương đương với linh khí nồng nặc, thay đổi thành chân khí mỏng manh, mà giờ khắc này, không biết sao, chân khí mạnh mẽ tựa như biển cả trong cơ thể, biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu giữ một chút chân khí tương tự như thủy ngân. Dày nặng là dày nặng, nhưng điều kiện thân thể của hắn hiện tại, muốn điều động cũng rất khó làm được. Chớ nói chi là dùng để khôi phục thương thế. Ta đi vào thông đạo thượng thương, bị lôi đình ngăn cản, sau đó mất đi chi giác. Nhìn trong cơ thể một mảnh rối bời, trước đó trải qua hiện lên ở trong óc, đồng tử Trương Huyền co rụt lại. Chẳng lẽ, đã đến thượng thương? Tình huống bình thường hắn hẳn là lưu động ở trong thông đạo không gian mới phải, bây giờ lại nằm ở trong phòng, trên người bị băng bó, chẳng lẽ đã thông qua được khu vực lôi đình, thuận lợi đi vào thượng thương? Tinh thần khẽ động, thần thức muốn giãn ra, khóe miệng kìm lòng không được co lại. Trước đó thần thức có thể lan ra mấy trăm vạn cây số, lại bị gắt gao giam cầm ở trong người, sống chết lan không đi ra. Không gian áp bức thật mạnh. Không cần tiếp tục hắn cũng biết, hẳn là đến thượng thương, không chỉ thần thức không cách nào lan ra, năng lực phi hành cũng nhận hạn chế, không gian chèn ép xuống, đi bộ cũng khó mà duy trì, chớ nói chi là bay lên. Cô cục cục. Trong bụng vang trầm, vậy mà đói bụng. Từ khi tu luyện tới hóa phàm cảnh, hấp thu linh khí cũng đủ cung cấp năng lượng cho bản thân, có ăn cơm hay không đều không trọng yếu, còn là lần đầu tiên cảm thấy đói khát như vậy, dường như toàn bộ thân thể bị móc sạch. Thần thức không cách nào lan ra, tĩnh tâm cảm ứng,
bốn phía quả nhiên tràn đầy linh khí như thủy ngân, rậm rạp chằng chịt, so với trước đó ở Côn Hư cảnh, nồng nặc không chỉ gấp 10 lần. Muốn hấp thu, rèn luyện thành chân khí, khôi phục thương thế, nhất thời cảm thấy hơi đỏ mặt, phun ra một ngụm máu tươi. Một lát sau, Trương Huyền nhịn không được lắc đầu. Thời điểm trên người không có tổn thương, hấp thu linh khí thủy ngân, có thể dựa vào thực lực bản thân đối kháng, không xuất hiện ngoài ý muốn, giờ phút này toàn thân không có một chỗ hoàn hảo, kinh mạch cũng xuất hiện vô số vết rách, hút một cái liền không chịu nổi, chớ nói chi là chuyển hóa thành nội tức. Xem ra chỉ có thể chờ đợi thương thế khá hơn một chút lại nói. Biết gấp gáp cũng vô dụng, Trương Huyền bình tĩnh lại. Bởi vì bị thương nặng, lại thêm chân khí hầu như không dư thừa, thực lực phá toái hư không không thi triển ra được, cả người thoạt nhìn giống như người bình thường. Trước tìm chút gì ăn. Cảm giác trong bụng càng ngày càng đói, Trương Huyền giãy giụa đứng dậy, xoa xoa cái bụng, chậm rãi ra khỏi phòng. Hô hô hô. Vừa đẩy cửa ra, liền nghe được trong viện có tiếng gió, dương mắt nhìn lại, ngay sau đó nhìn thấy một thiếu niên, tay cầm một thanh thiết kiếm, thi triển kiếm pháp. Chân trái của hắn như gỗ cứng nhắc, cũng không biết là bị thương hay vốn như vậy, đi lại cực kỳ phiền phức, hoạt động không có bất kỳ cuốn hút gì, kiếm trong tay cũng không ngừng tung bay, cho người ta một loại cảm giác vui tai vui mắt. Kiến thức cơ bản còn được, kiếm pháp kém chút. Liếc mắt nhìn, Trương Huyền nhíu mày. Kiếm pháp của đối phương, tùy tiện kéo một danh sư tam tinh ra cũng vượt xa, quả thực không được tốt lắm, nhưng dưới tình huống thân thể bất tiện như vậy, còn có thể làm được điểm ấy, đã rất tốt. Trong lòng than thở, nhịn không được làm ra chút tiếng vang, nghe được động tĩnh, thiếu niên đang luyện kiếm ngừng lại, vội vàng quay đầu, vẻ mặt vui mừng. Ngươi đã tỉnh. Vừa quay đầu thấy rõ dung mạo. Thiếu niên đại khái 16-17 tuổi, thân hình không cao, dựa theo kiếp trước tính toán, khả năng còn chưa đủ 1m6, trên gương mặt bên trái, có một cái bớt màu đỏ lớn chừng nửa bàn tay, khuôn mặt vốn không tính thanh tú, bị che đậy hơn phân nửa. Từ xa nhìn lại, không những không anh tuấn, còn có chút thê thảm. Đa tạ ân cứu mạng. Trương Huyền ôm quyền. Không có gì, ta cũng là trong lúc vô tình nhìn thấy, mới cứu ngươi trở về. Vốn cho rằng thương thế nặng như vậy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới vậy mà tự mình khôi phục. Thiếu niên gãi đầu một cái, nói chuyện không quá ăn khớp, vừa nhìn liền biết không am hiểu cùng người tiếp xúc. Tam thiếu gia. Bên ngoài có một lão giả đi vào, nhìn thấy Trương Huyền, sửng sốt một chút, sau đó khom người. Vị công tử này, người đã tỉnh. Trương Huyền gật đầu đáp lễ. Nhìn kỹ lão giả, trên quần áo tràn đầy vết dầu, khóe miệng có một vết rách, có dấu vết máu tươi, trên gương mặt cũng đầy máu ứ đọng, vừa nhìn liền biết, vừa bị người khác đánh cho một trận. Dịch lão, làm sao vậy? Thiếu niên được xưng tam thiếu gia thấy lão giả bộ dáng này, biến sắc, vội vàng thu kiếm đi tới, tràn đầy lo lắng. Bẩm báo thiếu gia, không có việc gì. Vẻ mặt dịch lão khó xử, không biết trả lời như thế nào, sau một lúc lâu mới nói. Là, phủ thành chủ nhị tiểu thư tới. Tiết cầm tới. Nghe được vị nhị tiểu thư này, ánh mắt thiếu niên sáng lên, trong mắt mang theo vẻ kích động. Vâng. Nhìn thấy thiếu gia biểu lộ như vậy, vẻ mặt dịch lão càng thêm khó xử. Nàng tới, cùng ngươi bị thương có quan hệ gì? Sau khi vui vẻ, thiếu niên ý thức được không đúng. 3 ngày sau, không phải Lăng Vân kiếm các, thu nhận đệ tử tạp dịch hư. Dịch lão rầu rĩ, cắn răng nói. Tiết cầm nhị tiểu thư, dựa vào phủ thành chủ quan hệ. Nói trước được danh ngạch. Được danh ngạch. Thiếu niên vui mừng. Cái kia, chẳng phải là chuyện tốt. Lời còn chưa dứt, cúi đầu liếc mắt nhìn, bản thân bị què, vẻ mặt nhất thời ảm đạm xuống. Ta, khẳng định là không có hy vọng. Được danh ngạch, khẳng định muốn đi Lăng Vân kiếm tông, chẳng lẽ là tới tìm ta tạm biệt. Lắc đầu, trong lòng dứt bỏ không thoải mái, thiếu niên hỏi. Nàng, dường như không biết trả lời như thế nào, dừng lại phút chốc, dịch lão lần nữa cắn răng. Nàng, là tới cùng ngươi từ hôn. Từ hôn. Vẻ mặt thiếu niên đột nhiên trở nên trắng bệch, thân thể lắc lư một cái, suýt chút nữa ngã sắp xuống. Nàng cũng bởi vì, thành đệ tử tạp dịch của Lăng Vân kiếm các, liền muốn từ hôn. Bị nữ tử từ hôn, vô luận là ở đâu, đều là sự tình đánh mặt. Thiên chi kiều nữ không nhìn chúng vị hôn phu, đến đây từ hôn, thiếu niên bi thương quyết chí tự cường, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Nghe đối thoại của hai người vào trong tai, khóe miệng Trương Huyền co giật.
vừa đến Thượng Thương liền gặp phải loại sự tình này. Suy nghĩ một chút cũng cảm giác kích thích a hát. Hết chương 3556. Chương 3557. Thiện Hiểu Thiên. Được rồi. Một lát sau, thiếu niên lắc đầu, trong thần sắc để lộ ra mất mát nồng đậm. Ta quả thực không xứng với nàng, từ hôn, chỉ là sớm muộn mà thôi. Cái gọi là hôn ước, là năm đó tổ tông giao hảo, chỉ phúc vi hôn, về sau gia cảnh sa sút, bởi vì bị thương, nội tức bị phá hư, không cách nào tiếp tục tu luyện, chân trái phế bỏ, trị liệu không tốt, cả người liền tinh thần sa sút. Huống chi dung mạo của hắn, cùng đối phương quả thực không phải lương phối. Từ hôn, sớm muộn mà thôi. Trong tiếng thở dài, xoay người đi vào gian phòng, một lát sau cầm một cái hộp ngọc đưa tới. Đây là thư đính hôn năm đó, đưa cho nàng, nói với nàng, từ hôm nay trở đi, chúng ta không còn quan hệ, cũng hy vọng nàng có thể tìm được ý chung nhân phù hợp. Tam thiếu gia, vẻ mặt đỏ lên, Dịch lão cắn bờ môi chảy máu, muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn ngừng lại, gật gật đầu. Vâng, vậy thì bỏ qua. Trương Huyền nháy con mắt. Vốn cho rằng sẽ dưới cơn nóng giận, diễn ra một vở kịch tức giận phấn đấu nào đó, không nghĩ tới vị tam thiếu gia này, trực tiếp trao trả hôn thú. Tương đương với đưa mặt cho đối phương giày xéo, làm người đứng xem cũng có chút không nhìn nổi. Bất quá, hắn từ trước tới nay khiêm tốn, lại nói, vừa tới Thượng Thương vẫn không rõ tình huống, muốn nói cái gì, cuối cùng ngừng lại. Cầm hôn ước, Dịch lão xoay người rời đi. Giơ trường kiếm lên, trong lòng tam thiếu gia tràn đầy tức giận. Bỗng nhiên chém xuống, nham thạch cách đó không xa lay động, bổ ra một vết nứt. Thi triển ra lực lượng, Trương Huyền cũng nhìn ra thực lực của hắn, thánh vực lục trọng. 16-17 tuổi thánh vực lục trọng, ở danh sư đại lục, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, mà nhìn bộ dạng của vị tam thiếu gia này, hẳn thuộc về loại vô dụng nhất. Bổ tới một kiếm, buồn bực trong lòng thiếu niên được phát tiết, dường như tâm tình tốt một chút, lúc này mới nghĩ tới cách đó không xa còn đứng một thanh niên, hơi đỏ mặt. Thực sự xấu hổ, việc vặt bản thân để ngươi chê cười. Đúng, ta còn không biết họ tên của huynh đài. Tại hạ Dược, phi, ta tên Trương Huyền. Lão nhai nhây, định kêu Dược Trần à. Trương Huyền gật đầu. Nguyên lai là Trương Huynh. Thanh niên nói. Tại hạ Thiện Hiểu Thiên, Bạch Nghiệp Thành Thiện gia tam thiếu gia. Thiện Huynh. Trương Huyền gật đầu, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Vừa rồi nghe Thiện Huynh nói, Lăng Vân kiếm các. Chẳng lẽ là tông môn? Trương Huynh không biết Lăng Vân kiếm các. Nghe hắn hỏi như vậy, Thiện Hiểu Thiên sững sờ, khi lấy được đối xác trả lời chắc chắn, lúc này mới cười khổ. Trương Huynh không phải tu luyện giả, không biết cũng rất bình thường, chúng ta nơi này, tên là Di Khí Đại Lục, nghe nói là thế giới bị thần linh vứt bỏ. Hết thảy có 6 đại tông môn, Lăng Vân kiếm các chính là một trong số đó. Hàng năm đều có vô số người muốn đi vào, dù trở thành một đệ tử tạp dịch. Gia tộc sau lưng cũng sẽ một bước lên trời, trở thành một phương cường hào. Vị Trương Huynh này, thời điểm cứu trở về thoi thóp, trong cơ thể không cảm thấy được chân khí chấn động, hẳn là người bình thường, không phải tu luyện giả. Không phải tu luyện giả, không biết 6 đại tông môn cũng không kỳ lạ. 6 đại tông môn, nơi này không có danh sư đường. Trương Huyền nhíu mày. Danh sư đường, đó là cái gì? Lắc đầu, Thiện Hiểu Thiên lộ ra nghi ngờ. Ta tùy tiện nói một chút. Nghe khẩu khí của đối phương, hẳn là không có, Trương Huyền tiếp tục nói. Nói như vậy, Di Khí Đại Lục lấy 6 đại tông môn vi tôn. Chẳng qua trừ bọn họ, còn có một thế lực rất lợi hại, tên là Thông Thần Điện, là vài ngàn năm trước ngang trời xuất thế, do một vị cường giả thành lập, khống chế Thông Thần Ngọc Phù, tất cả tu luyện giả ở trên đại lục, muốn trở thành cường giả, muốn hối đoái tài nguyên, đều phải có thứ này. Thông Thần Điện. Hầu như che kín mỗi một thành thị, có thể dựa vào lực lượng mua sắm Thông Thần Ngọc Phù, chỉ cần tiếp xúc thứ này, có thể thu nạp ý thức người vào trong đó, tiến vào trong Thông Thần Điện giao dịch. Ở đây, chỉ cần có đầy đủ đánh đổi, có thể học tập công pháp, mua dược liệu, nghĩ biện pháp tăng lên lực lượng, thậm chí mua sắm sát thủ. Dù sao chỉ cần ngươi muốn, cái gì cần có đều có. Người 6 đại tông môn cũng đều đang sử dụng. Thu nạp ý thức. Trương Huyền tràn đầy tò mò. Không biết Thiện Huynh có thứ này không? Thực lực của ta yếu, không có thiên phú tu luyện, ngay cả vị hôn thê cũng tử hôn. Nào có tư cách nắm giữ thứ này? Thiện Hiểu Thiên khó xử. Là ta lỗ mãng. Trương Huyền ôm quyền, đổi chủ đề, lại hỏi thăm vài câu.
hắn trải qua lôi đình hôn mê, hẳn là xé rách không gian đến nơi này, chân khí trong cơ thể vì bảo vệ mình, tiêu hao hầu như không còn. Vị tam thiếu gia này, tuy không giỏi giao thiệp, ở sâu trong nội tâm cũng có chút tự ti, đáy lòng lại hết sức hiền lành, ra ngoài nhìn thấy mình trọng thương, không đành lòng liền cứu trở về, băng bó trên người, chính là vị dịch lão trước đó lưu lại. Từ khi cứu trở về đến bây giờ, đã qua 3 ngày. Di khí đại lục tôn trọng thực lực, thiện gia của Thiện Hiểu Thiên, 20 năm trước huy hoàng nhất thời, cùng phủ thành chủ nổi danh, thậm chí phủ thành chủ cũng phải dựa vào, đáng tiếc 10 năm trước sau một lần tai nạn, cường giả gia tộc tử vong hầu như không còn, hai vị ca ca của hắn cũng chết. Cho dù là hắn, cũng thương tổn tới căn cơ, biến thành bộ dáng hiện tại. Gia cảnh sa sút, bị người gạt bỏ, thế lực trước đó giao hảo tới tấp phản bội, gia tộc lớn như vậy, không qua mấy năm liền triệt để sụp đổ, hiện tại thiện gia, trừ hắn cùng lão nô thiện dịch lão hầu như không còn có cái gì nữa. Phủ đệ hơn 1000 mẫu, cũng chỉ còn lại cái nội viện này cùng sân nhỏ phía ngoài, vinh quang không còn như lúc trước. Nếu không phải bởi vì cùng phủ thành chủ có hôn ước, chỉ sợ chút địa phương ấy cũng không còn sót lại. Bất quá kèm theo vị nhị tiểu thư kia từ hôn, chắc hẳn không bao lâu, kẻ thù trước kia sẽ lần nữa tìm tới cửa, đến lúc đó. Đất cắm rùi cũng hoàn toàn không có. Thì ra là thế. Trương Huyền lắc đầu. Bất kỳ địa phương nào, bất kỳ thế lực gì, không có thực lực cường đại thủ hộ, suy bại là tất nhiên. Trương Huynh, tình huống hiện tại của ta ngươi cũng rõ ràng, vốn nghĩ Lăng Vân kiếm các phá lệ, thu nhận đệ tử tạp dịch ở đây, có lẽ có thể liều một lần, hiện tại xem ra, hoàn toàn không có hy vọng, lại thêm Thiết Cầm từ hôn. Nơi này, khẳng định cũng ở không được mấy ngày. Thiện Hiểu Thiên cười khổ lắc đầu. Hai tử nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, cùng dịch lão sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, đã sớm nhận rõ tình người ấm lạnh. Nếu Trương Huynh đã tỉnh lại, thì nắm chặt thời gian rời đi, miễn cho bị liên lụy. Nói xong Thiện Hiểu Thiên từ trong túi áo lấy ra 2 kim tệ đặc chế đưa tới. Đây là thông thần điện lưu thông thông thần tệ, tuy ít. Nhưng cũng có thể để ngươi ăn mấy bữa cơm, không đến mức đói bụng. Khách khí. Thấy tình huống của hắn, còn nghĩ cho bản thân, trong lòng Trương Huyền khen ngợi một tiếng, nhịn không được nhìn lại. Thiện Huynh, có thể thi triển kiếm pháp của ngươi một lần, để cho ta nhìn một chút hay không? Hết chương 3557. Chương 3558. Khuất nhục. Thi triển kiếm pháp. Không nghĩ tới vị Trương Huynh này, sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, Thiện Hiểu Thiên không hiểu. Ngươi một người không biết tu luyện, coi như ta thi triển kiếm pháp. Cũng xem không hiểu a hát. Vừa rồi ta nhìn kiếm pháp của Thiện Huynh, lực lượng bị hạn chế, dẫm chân tại chỗ, muốn quan sát lại một chút, có lẽ có thể tìm ra phương pháp, 3 ngày thời gian, có cơ hội tăng lên mà nói, trở thành đệ tử Lăng Vân kiếm các cũng không phải không có hy vọng. Trương Huyền cười cười. Vừa rồi đối phương thi triển kiếm pháp, dựa vào nhãn lực của hắn, đã nhìn ra một vài vấn đề, hiện tại bảo đối phương thi triển, là muốn thử xem, thư viện ở Thượng Thương có thể dùng hay không. Trương Huynh, hiểu được kiếm pháp. Thiện Hiểu Thiên cau mày. Hiểu sơ một chút. Trương Huyền gật đầu. Vậy được, đệ tử Lăng Vân kiếm các, ta không nghĩ tới. Nhìn chân trái của mình, Thiện Hiểu Thiên lắc đầu nói. Bất quá, nếu như Trương Huynh hiểu kiếm pháp, trao đổi một chút, ngược lại là có thể. Từ khi không cách nào tu luyện, đều là tự mình tìm tòi, chưa hề cùng người trao đổi qua. Hắn bởi vì tự ti, lại không cách nào tu luyện, cái gọi là kiếm pháp. Chỉ là bản thân tiêu khiển, chưa hề cùng người bày ra, chớ nói chi là tỉ thí. Vị trước mắt này đã hiểu kiếm pháp, trao đổi một chút cũng không có gì. Hô! Cổ tay khẽ đảo, trường kiếm rung ra kiếm hoa, hướng về phía trước đâm tới. Ông! Trong óc Trương Huyền khẽ động, một quyển sách xuất hiện. Thư tịch mở ra, xem xong nội dung trong đó, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Xem ra coi như ở Thượng Thương, thư viện cũng có thể dùng. Có lẽ giống như trước đó đoán, Lạc Nhược Hy để Xuân Thu Đại Điển vào trong đó phía, cái trước có tấn cấp rất lớn, thăm dò thiên đạo của Thượng Thương, không có áp lực chút nào. Thật đúng là buồn cười, Thiện Hiểu Thiên, ngươi cũng luyện kiếm, thế nào, còn nghĩ Lăng Vân kiếm các có thể thu ngươi làm đệ tử sao? Trong lòng đang suy tư, một tiếng cười lạnh từ bên ngoài vang lên, ngay sau đó 2 bóng người sải bước vào. Đi đầu là một nữ hài 15-16 tuổi, váy dài màu vàng nhạt. Ánh mắt lộ ra kiêu ngạo, cái cằm hơi nâng lên, tựa như công chúa, lời mới rồi chính là từ trong miệng nàng vang lên. Phía sau là một trung niên khoảng 40 tuổi, một thân áo tang,
lông mày đen thui, bên hông buộc lấy trường kiếm, còn không có tới trước mắt, liền cho người ta một loại cảm giác kiếm khí áp bức. Tam thiếu gia, Dịch lão vội vã từ phía sau chạy tới, tràn đầy áy náy cùng không cam lòng. Ta ngăn không được. Trường kiếm dừng lại, Thiện Hiểu Thiên nhìn về phía cô bé trước mắt, bờ môi có chút nói lắp. Tiết Cầm. Được rồi. Ánh mắt lộ ra một tia chán ghét, nữ hài khoát tay áo. Thế nào, biết rõ ta tới, bản thân không đi ra, cho rằng phái hạ nhân mang hôn ước tới, như vậy liền muốn lừa gạt. Ngươi muốn hủy hôn, ta đã cho hôn ước, còn muốn như thế nào nữa? Vẻ mặt Thiện Hiểu Thiên đỏ lên. Không sao cả, rất đơn giản, ta muốn ngươi công bố toàn thành, là ngươi không xứng với ta, chủ động yêu cầu từ hôn, phủ thành chủ ta từ chối liên tục, sau đó tôn trọng ý kiến của ngươi, lúc này mới kết thúc hôn ước. Không phải ngươi trực tiếp lấy hôn ước ra, là muốn nói cho tất cả mọi người, Tiết Cầm ta không muốn gả cho ngươi. Làm cho tất cả mọi người đâm cột sống phủ thành chủ sao? Tiết Cầm hừ một tiếng, nói. Nếu như cho người khác biết, là bởi vì nàng thành đệ tử Lăng Vân Kiếm Các, mới cùng vị trước mắt này từ hôn, tất nhiên sẽ dẫn tới không ít dư luận, đối với nàng cực kỳ bất lợi, nhưng đối phương trước tiên từ hôn, danh dự liền bảo vệ, không có một chút tì vết. Đủ hung ác. Trương Huyền ở một bên nhìn không được lắc đầu. Từ hôn đã để cho người ta nhận vũ nhục, cho hôn ước cũng không được, còn phải công bố toàn thành. Then chốt là, chẳng những muốn hủy hôn, còn muốn làm người tốt. Quả thực chính là làm kỹ nữ còn muốn đền thờ trinh tiết. Khuôn mặt Thiện Hiểu Thiên trắng bệch, nắm đấm siết chặt. Trương Huyền có thể nghĩ thông suốt, làm người trong cuộc, tự nhiên hiểu càng rõ ràng, cảm giác nhục nhã nồng đậm xông lên não. Khuất nhục, ở trước mặt đánh mặt, hơn nữa còn tay năm tay mười. Nhưng hắn vô lực phản kháng. Tốt, lần này tới, không phải cùng ngươi thảo luận, mà là mệnh lệnh. Trong 3 ngày, nhất định phải thông cáo toàn thành, có kết quả, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Trung niên nhân không lên tiếng, vẻ mặt lạnh lùng nhìn lại. Ngươi là ai? Thiện Hiểu Thiên nhìn qua, giống như dã lang bị thương. Ta là lão sư kiếm thuật của nhị tiểu thư, Tiết Trầm. Trung niên nhân thản nhiên nói. Tiết Trầm, ta biết ngươi. Tựa hồ nghe qua cái tên này, trên mặt Thiện Hiểu Thiên lộ ra biểu lộ tự diễu. Để kiếm thuật tổng giáo tập của phủ thành chủ tới, quả thực có phân lượng. Chỉ là, không biết cái gọi là kết quả là cái gì. Vị Tiết Trầm này, chính là tổng giáo tập của phủ thành chủ, một vị cường giả cổ thánh tam trọng. Không đáp ứng cũng rất đơn giản. Tiết Trầm mặt không hề cảm xúc. Những năm này Thiện gia đắc tội không ít người, nếu như không cùng phủ thành chủ thông gia, thêm vào bản thân ngươi vô dụng. Hẳn là đã sớm diệt tuyệt. Thiện Hiểu Thiên không nói lời nào. Đối phương nói không sai. Nếu như không phải bởi vì hắn không cách nào tu luyện, lại cùng phủ thành chủ có hôn ước, sao có thể sống đến bây giờ? Trước đó vô số kẻ thù khẳng định đã sớm xông lại, nơi này san thành bình địa. Chỉ cần những người này muốn ra tay, chỉ bằng các ngươi một chủ một tớ, có thể chống đỡ được sao? Tiết Trầm tiếp tục nói. Thiện Hiểu Thiên không ngừng run rẩy. Người đây là giết chúng ta diệt khẩu, chẳng lẽ không sợ mọi người đàm thiếu? Mọi người đàm thiếu? Tiết Trầm nhấc mí mắt. Sau khi các ngươi chết, thành chủ cực kỳ bi thương, sẽ đích thân phái người thay các ngươi báo thù, sau đó tiểu thư càng sẽ khóc giống nhiều ngày, cuối cùng thương tâm rời đi nơi đây, vào Lăng Vân Kiếm Các. Kẽo kẹt, kẽo kẹt. Trái tim sắp bùng nổ, Thiện Hiểu Thiên lại nói không ra lời. Hắn biết, một khi như vậy, danh dự của phủ thành chủ không những không bị tổn thương, sẽ còn trở nên càng thêm trọng tình trọng nghĩa, Tiết Cầm tiểu thư cũng sẽ càng thêm được tôn trọng. Đã là đệ tử tạp dịch của Lăng Vân Kiếm Các, lại còn không thoái hôn, còn đau lòng thống khổ. Tốt, tốt, ta, đáp ứng. Móng tay cắm vào trong thịt, tất cả đốt ngón tay biến thành trắng như tuyết, dù Thiện Hiểu Thiên không cam lòng, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mạnh được yếu thua, đây là pháp tắc sinh tồn. Cái này còn tạm được. Thấy hắn đồng ý, lúc này Tiết Cầm mới thỏa mãn gật đầu, vẫy tay một cái, Tiết Trầm từ trong ngực lấy ra một phần văn thư đưa tới. Đây là nguyên do cùng thông cáo từ hôn của ngươi, ký tên vào, ngày hôm nay toàn bộ người trong thành sẽ biết. Không cần ngươi đi nói nhiều. Nhận lấy văn thư, Thiện Hiểu Thiên nhìn lại. Lý do cực kỳ đơn giản, nói hắn bị thương, không chỉ không cách nào tu luyện, còn không cách nào hành sự, ý là mất đi năng lực nam nhân, là một phế nhân. Không muốn chậm trễ đối phương, vì vậy thoái thác hôn ước, mong được tha thứ, bởi vì nói qua nhiều lần,
phủ thành chủ nhớ tình nghĩa, một mực không đồng ý, mới ra hạ sách này, sớm báo cho toàn thành, mong rộng lòng tha thứ. Không thể hành sự, là một phế nhân. Khuất nhục mãnh liệt, để thân thể Thiện Hiểu Thiên run rẩy, huyết dịch trong nháy mắt xông vào trong óc, sắp bùng nổ. Hết chương 3558. Chương 3559. Thiện Hiểu Thiên mê man. Có thể tưởng tượng, nếu quả thật phát phần thông cáo này ra ngoài, tôn nghiêm của hắn sẽ triệt để mất đi, lại không có khả năng xoay người, không biết nhận bao nhiêu chê cười, thậm chí Thiện gia mấy trăm năm qua lưu lại danh dự, cũng sẽ mất đi sạch sẽ. Quả thực tương đương với lột sạch, không ngừng quất, không lưu một chút mặt mũi. Ký tên đi. Nữ hài nhìn qua, mang theo lạnh lùng. Thiếu gia, ngươi không thể ký, một khi ký, Thiện gia chúng ta triệt để không ngẩng đầu được lên. Cũng thấy rõ văn tự phía trên, Dịch lão khóc lóc quỳ xuống. Hắn chết thì chết, nhưng để hắn nhìn thấy gia tộc hổ thẹn, vẫn là không làm được. Ta, Thiện Hiểu Thiên tràn đầy bi ai. Hắn làm sao không biết, sau khi ký, sẽ trải qua cái gì, không ký. Đối phương vẫn như từ hôn, thậm chí, sẽ càng thêm thê thảm. Đã không đường có thể đi. Ngay thời điểm hắn không biết như thế nào cho phải, thậm chí tính toán chết, giải quyết khuất nhục trước mắt, một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Thật không muốn ký, không ký là được. Mọi người quay đầu, lúc này mới phát hiện, trước của phòng, một thanh niên bọc giống như xác ướp, nghiêng dựa vào cạnh cửa, một mặt ý cười nhìn qua. Người thanh niên này, thoạt nhìn cũng không có tu vi gì, nhưng trong mắt mang theo vẻ không sợ hãi chút nào, phảng phất như phát sinh trước mắt chỉ là việc nhỏ. Ngươi là ai? Việc không liên quan đến mình, tốt nhất im miệng, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Tiết Trầm nhíu mày nói. Lúc này, hắn không muốn gây thêm rắc rối, nếu không dám chen vào, đã trực tiếp ra tay dạy dỗ. Trương Huyền lại cười nói. Ta chỉ là một tiểu nhân vật được Thiện huynh cứu mà thôi, vốn không muốn nói xen vào, có điều ta sợ một khi Thiện huynh ký, về sau sẽ hối hận, cho nên nhịn không được nhắc nhở. Trương Huynh. Ánh mắt Thiện Hiểu Thiên lộ ra vẻ cảm kích. Hắn biết lúc này đối phương nói chuyện, tất nhiên sẽ đắc tội Tiết Trầm, làm không cẩn thận sẽ dẫn tới họa sát thân. Biết rõ như vậy, còn tiếp tục mở miệng, hiển nhiên là đang giúp hắn. Hối hận, như thế nào, ngươi chẳng lẽ cho rằng, hắn cùng tiểu thư còn có thể đi đến cùng một chỗ? Tiết Trầm cười nhạo. Đừng si tâm vọng tưởng, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, bản thân đức hạnh gì, con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Đương nhiên không đi được cùng một chỗ. Đối mặt với đối phương trào phúng, sắc mặt Trương Huyền không thay đổi nói. Vị nhị tiểu thư này, rất rõ ràng, không xứng với Thiện huynh, thật tiến tới cùng nhau, là làm nhục hắn. Ngươi nói cái gì? Nghe được nửa câu đầu, còn cho rằng tên này thức thời, nghe được nửa câu sau, ánh mắt Tiết Trầm híp lại, để lộ ra sát ý nồng đậm. Ngươi không tin? Trương Huyền nhìn qua. Không tin, ba ngày sau, chúng ta thấy kết quả. Muốn kéo dài, vô dụng. Còn tưởng rằng đối phương sẽ nói ra cái gì, nghe được câu này, Tiết Trầm cười lạnh. Nếu như không ký, trong ba ngày, đừng nói tôn nghiêm, tính mạng cũng sẽ mất. Trương Huyền nói. Mất liền mất, Thiện huynh chắc hẳn sẽ không để ý. Ách, Thiện Hiểu Thiên sững sờ. Bản thân cứu vị Trương huynh này, hình như rất có chủ kiến a hát. Vì sao kêu không còn liền không còn, sao không để ý? Chết là ta a. Đây là quyết định của ngươi. Không để ý tới gia hỏa không biết từ nơi nào xuất hiện kia, Tiết Trầm nhìn về phía Thiện Hiểu Thiên, giống như hổ nhìn chằm chằm một con thỏ. Trương huynh quyết định, chính là của ta. Thiện Hiểu Thiên cắn răng. Tuy không biết vị Trương huynh này vì sao lại nói như vậy, nhưng giờ phút này đã không còn đường lui. Ký, trở thành tội nhân gia tộc, cho dù chết cũng không cách nào cọ rửa ô danh. Không ký, giống như Trương huynh nói, chết mà thôi, không có gì ghê gớm. Dù sao tình cảnh hiện tại, cũng không tốt hơn chết bao nhiêu. Rất tốt, có cốt khí. Thấy hắn nói ra lời này, Tiết Trầm vung ống tay áo, quay đầu nhìn về phía nữ hải cách đó không xa, ôm quyền khom người. Tiểu thư, chúng ta đi thôi. Thấy thiếu niên thái độ kiên quyết, biết không có cách nào thay đổi, gương mặt xinh đẹp của Tiết Cầm lạnh lùng. Hừ, đến lúc đó đừng khóc cầu ta. Nói xong, thân thể mềm mại xoay người rời đi, nhìn cũng chưa từng nhìn Trương Huyền, giống như liếc mắt nhìn là làm nhục bản thân. Rất nhanh đã đi xa. Lão sư, nữ hài lần nữa nhìn về phía trung niên trước mắt. Nhìn quanh một vòng, thấy không có người theo, Tiết Trầm hừ lạnh.
Yên tâm đi, không cần chờ 3 ngày, một gia tộc suy yếu mà thôi, có thể chịu đựng qua đêm nay rồi nói sau. Nghe được lời nói của đối phương, lúc này Thiết Cầm mới thở phào nhẹ nhõm. Vốn ta đối với hắn giác quan cũng không tệ lắm, không nghĩ tới không biết điều như vậy, chết thì chết, không có gì ghê gớm. Ra ngoài, hai người lên một chiếc xe ngựa, thời gian nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ, không thấy tung tích. Thiếu gia, không được, chúng ta rời đi đi. Hai người đi rồi, trong sân trầm mặc một hồi, Dịch lão nhịn không được nhìn lại. Hắn biết Tiết Trầm nói là sự thật, cự tuyệt đối phương, thật sự có khả năng phái người tới đuổi tận giết tuyệt. Hơn nữa còn có thể bảo đảm, không lưu lại dấu vết mảy may. Phủ thành chủ, khống chế một thành, những năm này tuy thanh danh không tệ, nhưng làm lão nhân Thiện gia, không ít chuyện đều biết rất rõ ràng, thậm chí Thiện gia diệt vong, có thể cùng hắn có liên hệ nhất định. Đã như vậy, không bằng đi thẳng một mạch, càng xa càng tốt. Rời đi, ngươi cho rằng hiện tại còn đi được. Thiện Hiểu Thiên cười khổ. Vị nhị tiểu thư kia tự mình tới Tử Hôn, chứng minh đã phơi bày chân tướng, sao có khả năng tùy ý ngươi nhẹ nhõm rời đi. Hôn ước không lui, bọn họ không được kết quả mong muốn, cứ thế mà đi, chẳng lẽ còn muốn cho vị nhị tiểu thư này tuổi già cô đơn cả đời. Trương huynh, lắc đầu, không có bất kỳ biện pháp nào, đành phải quay đầu nhìn thanh niên kia. Đối phương dám mở miệng, còn nói ra 3 ngày, có lẽ đã có phương pháp. Ta chỉ hỏi ngươi, có muốn ký hay không? Trương Huyền cũng không trả lời, mà nhàn nhạt nhìn qua. Đương nhiên không muốn. Thiện Hiểu Thiên lắc đầu. Thật muốn ký, cho dù ta chết, cũng không đối mặt được liệt tổ liệt tông. Mặt mũi gia tộc ném sạch, chết cũng không yên. Vậy ngươi sợ chịu khổ không? Trương Huyền tiếp tục hỏi. Chết cũng không sợ, ăn chút khổ lại coi là cái gì? Mặc dù không biết tại sao đối phương lại hỏi như vậy, nhưng Thiện Hiểu Thiên vẫn thành thật trả lời. Vậy muốn báo khuất nhục hôm nay không? Đương nhiên, không chỉ muốn báo khuất nhục hôm nay, còn muốn báo tất cả khuất nhục sau khi phụ mẫu chết, nhưng mà... Nhìn chân của mình, Thiện Hiểu Thiên không ngừng run rẩy. Trên người gánh huyết hải thâm cừu, làm sao không muốn báo? Nhưng chân của hắn, thân thể lại bởi vì bị thương, không cách nào tu luyện, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Nếu vẫn giống như trước kia, nào cần phải kéo dài hơi tàn như vậy? Nếu ngươi muốn, như vậy. Trương Huyền nhìn qua. Liền bái ta làm thầy đi. Bái sư. Vị Trương huynh này, đầu óc có phải bởi vì bị thương làm hỏng hay không? Thực lực gì cũng không có, ta bái sư. Ngươi có thể dạy cái gì? Vừa rồi ngươi lời thề son sắt nói 3 ngày lại nhìn. Chẳng lẽ chỉ chính là cái này? Khóe miệng co giật, Thiện Hiểu Thiên mê mang. Hết chương 3559. Chương 3560. Cổ trùng. Không chỉ hắn mê man, một bên Dịch lão khóe miệng cũng co giật, kìm nén không được. Trương công tử, đừng đùa. Đã sống chết trước mắt, còn nói đùa, sớm biết người này không đáng tin cậy như vậy, liền không cho thiếu gia cứu. Nhìn thấy biểu lộ của hai người, Trương Huyền biết, đối phương khẳng định không tin, hai tay chắp sau lưng, muốn biểu hiện khí độ cao nhân, kết quả vết thương xé rách. Khóe miệng nhìn không được co lại, suýt chút nữa té ngã trên đất. Trương Huyền đình chỉ hoạt động, cố nén đau đớn. Kinh mạch trong cơ thể ngươi, bởi vì khi còn bé gây thương tích, không cách nào vận chuyển chân khí, đan điền cũng bị phá hoại, tích góp không được lực lượng, cho nên mới không cách nào tu luyện. Không biết ta nói đúng hay không? Thiện Hiểu Thiên gật đầu. 5-6 tuổi, gia tộc gặp biến cố, đan điền, kinh mạch bị lực lượng chấn vỡ, cho tới bây giờ đều không thể khôi phục. Cho nên tuy mỗi ngày luyện kiếm, trên thực tế lực lượng không có bất kỳ tiến bộ gì, tất cả chiêu số đều chỉ là bản năng võ giả mà thôi. Tìm không biết bao nhiêu danh y, đều nói không có cách nào trị liệu, dần già đã thành quen thuộc. Vậy ngươi có biết, kinh mạch cùng đan điền, là bị cái gì gây thương tích không? Trương Huyền hỏi, là một loại chân khí lợi hại, xâm nhập thân thể, có thể còn sống sót, đã rất may mắn. Thiện Hiểu Thiên nói, những năm này nhiều lần chẩn bệnh, trong cơ thể đến cùng xảy ra chuyện gì, biết rõ rõ ràng ràng. Chân khí. Trương Huyền lắc đầu. Nếu như chỉ là chân khí, người mỗi ngày đều kiên trì tu luyện, hy vọng có một ngày có thể cải thiện tình huống trong cơ thể, nhưng nhiều năm như vậy, vì sao không có chút thay đổi nào? Thiện Hiểu Thiên nói không ra lời. Thật ra thì, đây cũng là hắn kỳ quái. 10 năm qua, đủ loại danh y đều nhìn qua, dược tề, đan dược, châm cứu, tắm thuốc.
đủ loại thủ đoạn dùng không biết bao nhiêu, nhưng không có tác dụng mảy may, thân thể của hắn giống như bao tải rách, linh khí tiến vào bên trong, sớm muộn đều sẽ tản mất, căn bản là không có cách tích góp. Dựa theo không ít danh y nói, thật sự là chân khí phá hủy thân thể, trị liệu như vậy, hẳn có thể chữa trị, nhưng mảy may không có thấy hiệu quả. Để rất nhiều người đều cho rằng khó tin. Nếu như không phải chân khí xâm nhập, như vậy lại là đồ vật gì phá hủy kinh mạch cùng đan điền, mà sẽ không tử vong. Thậm chí sinh hoạt bình thường, không bị ảnh hưởng. Trầm mặc phút chốc, Thiện Hiểu Thiên nhìn qua. Thương thế của hắn, chứ không thể tu luyện, cái khác một chút ảnh hưởng cũng không có, đối phương cái gọi là không thể hành sự là giả, mỗi sáng sớm đều có thể nhất trụ kình thiên, uy vũ bất phàm. Là cổ trùng. Trương Huyền nói. Người bị người hạ loại vật này, mới đưa đến dược vật vô dụng. Cổ trùng. Thiện Hiểu Thiên khó tin. Người ý tứ, côn trùng trong cơ thể ta, còn sống. Không chỉ sống, hơn nữa những năm này không ngừng hấp thu lực lượng ngươi tu luyện ra, đã trở nên cực kỳ cường đại. Trương Huyền nói. Trải qua thư viện, hắn đã nhìn ra nguyên nhân mấu chốt của đối phương. Cũng không phải thương tổn tới căn cơ, mà bị người hạ cổ trùng. Hơn nữa cổ trùng này không ngừng xâm chiếm lực lượng hắn tu luyện ra được, lúc này mới dẫn đến 10 năm tu luyện không có công hiệu. Sổ trùng sống. Thiện Hiểu Thiên cùng Dịch Lão liếc mắt nhìn nhau, trong mắt ngạc nhiên. Vị trước mắt này nói thực sự quá mức kinh dị, để cho bọn họ khó tin. Trong cơ thể lại có cổ trùng, hơn nữa ở 10 năm. Nhiều danh y như vậy cũng không có điều tra ra, vị trước mắt này, làm sao nhìn ra được. Ta biết ngươi không tin, có điều. Hiện tại có thể chứng minh. Nhìn biểu lộ của hai người, biết khẳng định không tin, Trương Huyền cười cười nói. Không biết nơi này có châm bạc không? Có. Dịch Lão gật đầu, xoay người đi vào gian phòng, thời gian không dài, lấy tới một hộp châm bạc. Bệnh lâu thành y, thiếu gia bệnh, ngày ngày trị liệu, những đồ vật này chuẩn bị sẵn, đều có thể tìm tới. Hiện tại ta giúp ngươi lấy nó ra. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Trương Huyền tiện tay nhặt lên một cái châm bạc, cong ngón tay búng một cái. Đinh! Châm bạc rơi ở trên mặt đất cách hắn không đủ 3 mét. Khụ khụ, hiện tại ta không còn khí lực, người tới gần một ít. Thấy bốn phía yên tĩnh, Trương Huyền khó xử. Cách không bắn châm quen thuộc, mới nghĩ tới chân khí không thể sử dụng, giờ phút này hắn giống như phế nhân. Được! Tuy cho rằng vị trước mắt này không quá đáng tin cậy, nhưng Thiện Hiểu Thiên chần chờ một chút, vẫn đi tới. Dù sao đã như vậy, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Lần nữa lấy ra một cái châm bạc, Trương Huyền hít sâu một hơi, dựa theo vị trí thư viện ghi lại, bỗng nhiên đâm tới. Đinh! Khóe miệng co giật. Không còn khí lực, châm bạc vậy mà không có đâm thủng da của đối phương. Thiện Hiểu Thiên dù không cách nào tu luyện, nhưng tu vi chân chính cũng tới thánh vực lục trọng, loại người này quanh năm được linh khí thủy ngân tẩm bổ, thân thể đã rèn luyện cứng rắn hơn sắt thép. Tuyệt không phải hắn có thể tùy tiện đâm thủng. Phiền phức giúp một chút. Trương Huyền quay đầu. Dịch Lão đi tới, ngón tay điểm ra, một đạo chân khí đưa vào châm bạc, thời gian nháy mắt, châm nhỏ uốn lượn trở nên thẳng tắp, vèo một chút, đâm vào trong cơ thể Thiện Hiểu Thiên. Bành! Trương Huyền vừa định khống chế châm bạc, liền phát hiện thứ này lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược ra, trực tiếp cắm vào trên mặt tường, biến mất không thấy gì nữa. Thiện Hiểu Thiên và Dịch Lão con mắt trợn tròn. Đặc biệt là cái trước, tràn đầy khó tin. Thân là người trong cuộc, hắn biết mình không vận dụng bất kỳ lực lượng nào, nhưng châm bạc lấy tốc độ nhanh như vậy bay ra, chẳng lẽ trong cơ thể hắn thật sự có những vật khác tồn tại. Người phải cảm nhận được, là cổ trùng đẩy châm bạc ra. Trương Huyền giải thích, lấy lực lượng của hắn bây giờ, đánh giết cổ trùng khẳng định là không làm được, có điều cổ trùng phản kích một lần, cũng có thể làm cho đối phương rõ ràng cảm nhận được thứ này tồn tại. Thật sự có cổ trùng. Thiện Hiểu Thiên nói không ra lời. Muốn nói trước đó, không có chút nào tin tưởng, giờ phút này, có chút dao động. Đừng nói hắn không có thi triển lực lượng, coi như thi triển, cũng tuyệt không có khả năng làm được như vậy. Vừa rồi đâm một cái, mặc dù không có làm bị thương mảy may, nhưng tương đương phát hiện vị trí của nó, không có gì bất ngờ xảy ra, thứ này sẽ lần nữa tìm một gia viên mới, mà thời điểm nó di động. Người sẽ cảm thấy lực lượng chân khí, chân bị thương cũng có thể được giảm bớt. Trương Huyền nói. Đương nhiên, đây chỉ là ngắn ngủi, chờ nó dừng lại, còn có thể giống như trước kia, không có bất kỳ cái gì thay đổi, phương pháp duy nhất, chính là nghĩ biện pháp đánh giết nó. Cái này,
Thiện Hiểu Thiên có chút không dám tin tưởng, có điều thời gian không dài, con mắt lập tức trợn tròn, vẻ mặt như gặp phải quỷ. Bởi vì trong cơ thể của hắn giống như đối phương nói, quả nhiên cảm nhận được chân khí di động, ngay sau đó, chân trái một mực mất cảm giác, hình như cũng có cảm giác. Nhịn không được đi về phía trước mấy bước, vậy mà giống như người bình thường, không có chút chắc trở nào. Chỉ là loại cảm giác này chỉ duy trì hơn 10 hô hấp, liền ngừng lại, chân lần nữa trở nên giống như gỗ. Lần này, hắn tin tưởng đi. Thấy bộ dáng này của hắn, Trương Huyền biết mình chẩn bệnh không có sai lầm chút nào, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đồ nhi bái kiến lão sư. Thiện Hiểu Thiên không còn do dự, quỳ mọp xuống đất. Nhiều danh y như vậy nhìn qua, không có bất kỳ hiệu quả gì, vị trước mắt này, chỉ liếc mắt nhìn, thậm chí không có tới gần, đã tìm ra chỗ mấu chốt, tất cả đều giống nhau như đúc, chỉ bằng vào điểm ấy, liền biết là người có bản lĩnh lớn. Đứng lên đi. Đợi đối phương chính thức hành lễ bái sư xong, Trương Huyền đỡ dậy. Thu đối phương làm đồ đệ, cũng coi là báo đáp ân cứu mạng. Lão sư, không biết cổ trùng này, phải giải quyết như thế nào? Bái sư xong, Thiện Hiểu Thiên nhìn lại. Trước đó không biết, vẫn không cảm giác được cái gì, giờ phút này biết trong cơ thể vậy mà có côn trùng, liền không chịu nổi, nếu như không nhanh chóng diệt trừ, sẽ ăn ngủ không yên. Chỉ cần thương thế của ta khôi phục, giải quyết rất dễ dàng. Trương Huyền nói, nếu như không phải bị thương nặng, thiên đạo chân khí tràn vào trong cơ thể đối phương, cái gọi là cổ trùng, tuyệt đối không kiên trì được một cái hô hấp, nhưng bây giờ chân khí không thi triển ra được, biết rõ vị trí thứ này, cũng giết không chết. Then chốt là, đối phương còn rất đắc ý bắn châm bạc ra, quả thực khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn. Khôi phục thương thế. Thiện Hiểu Thiên sửng sốt một chút, nói. Cái này đơn giản, ta chỗ này có không ít thuốc chữa thương chân quý, vốn định cho ngươi dùng, chỉ bất quá không có tỉnh, không dám sử dụng, hiện tại vừa vặn nuốt, chỉ cần ở trong người tan ra, không bao lâu liền có thể khôi phục hơn phân nửa. Thuốc chữa thương lợi hại, dược lực quá mạnh, không thanh tỉnh dùng mà nói, ngược lại sẽ hoàn toàn trái ngược, trừ khi có đầy đủ chân khí, hỗ trợ hào tan dược lực. Mà hắn, không cách nào tu luyện, cho nên vẫn luôn không có đi làm. Dịch lão lần nữa đi vào phòng, rất nhanh lấy tới một cái bình ngọc, nhẹ nhàng mở ra, nhất thời một mùi thuốc nồng nặc nhẹ nhàng bay tới. Là đan dược chữa thương cấp 8. Trương Huyền nhận lấy, há miệng nuốt xuống, một lát sau, nhịn không được lắc đầu. Thuốc này, đối với ta vô dụng. Hắn giờ phút này thoạt nhìn không có thực lực, trên thực tế là cổ thánh tứ trọng phá toái hư không, đan dược cấp 8, đối với thánh vực lục trọng, tuyệt đối là thánh dược chữa thương, nhưng đối với hắn mà nói, đã không có bất kỳ tác dụng nào. Vô dụng. Thiện Hiểu Thiên lại bảo Dịch lão lấy thuốc chữa thương tốt nhất trong nhà, kết quả đều không có trợ giúp quá lớn. Nơi này có cửa hàng cỡ lớn nào không? Có thể mua sắm đan dược hoặc là dược liệu chữa thương. Trương Huyền nhíu mày nói. Cửa hàng là có, bất quá, bán ra dược liệu cùng đan dược, cấp bậc đều không cao, những thuốc này của ta, chính là từ nơi đó mua. Thiện Hiểu Thiên gãi đầu một cái. Những thuốc này, đối với vị trước mắt này một chút tác dụng cũng không có, coi như mua nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Vậy nơi nào có đan dược cấp bậc cao hơn? Trương Huyền hỏi. Thương thế của hắn không khôi phục, liền không cách nào giúp đối phương trị liệu không tốt, đừng nói không kiên trì được 3 ngày. Tối nay có thể vượt qua hay không, cũng không tiện nói. Tu luyện giả mua sắm đan dược cao hơn, đều là mượn thông thần ngọc phù. Chỉ cần giao dịch thành công, đồ vật chẳng mấy chốc sẽ đưa tới, không chậm trễ bao lâu. Thiện Hiểu Thiên nói. Thông thần ngọc phù. Trương Huyền dừng lại một chút nói. Chỗ nào có thể tìm được thứ này, hoặc là có thể mua được. Hết chương 3560. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 147.